Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa tất cả các bác và các anh các chị. Lời đầu tiên thì thay mặt ban chủ nhiệm câu lạc bộ xin được nồng nhiệt chào mừng tất cả các thành viên trong câu lạc bộ hôm nay đã đến đây với một cái không khí rất là tưng bừng phấn khởi, và phải nói rằng chúng tôi được báo cáo là hội trường chúng ta hiện nay đang kín ạ. Xin các bác các anh chị một tràng pháo tay chào mừng sự có mặt của tất cả chúng ta. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các vị khách quý, thưa toàn thể các bác và các anh chị, nhằm để hỗ trợ và giúp đỡ cho hội người mù có điều kiện nâng cao nhận thức về pháp luật, từ nhiều năm qua thì Sở Tư pháp thành phố Hà Nội cũng đã phối hợp với Hội người mù thành phố tổ chức rất là nhiều những cái chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để các bác và các anh chị, những người khiếm thị trên địa bàn thủ đô có điều kiện để cập nhật những cái quy định, những cái chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta. Và hôm nay cũng là một trong những nội dung mà câu lạc bộ muốn được giới thiệu tới tất cả các bác và các anh các chị, đó là những vấn đề liên quan về luật người khuyết tật, liên quan về những cái quy tắc ứng xử của người dân nơi công cộng, đặc biệt là những vấn đề mà người khuyết tật chúng ta sẽ được quy định trong luật hôn nhân gia đình, rồi vấn đề về thừa kế, những cái nội dung rất là quan trọng mà chúng tôi cũng đã cùng với báo cáo viên chắt lọc để các bác các anh chị hôm nay có điều kiện sẽ được nghe báo cáo viên giảng và giúp các bác anh chị nắm rõ hơn. Xin được giới thiệu với các bác và các anh chị đến với chương trình câu lạc bộ của tháng 6 kỳ này. Ban chủ nhiệm xin được trân trọng giới thiệu chị Hồ Thị Sen, trợ giúp viên pháp lý đến từ Trung tâm Trợ giúp pháp lý số 11. Xin được các bác anh chị một tràng pháo tay ạ. Đến dự với cả câu lạc bộ chúng ta hôm nay còn có đồng chí Nguyễn Khả Hùng, Ủy viên Thường trực, trưởng ban kiểm tra của Hội người mù thành phố ạ. Đồng chí Nguyễn Huy Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành hội, Chủ tịch huyện hội Hoài Đức ạ. Đồng chí Bạch Quang Khải, Chủ tịch quận hội Hà Đông ạ. Và xin được nồng nhiệt chào đón tất cả các bác và các anh chị đã có mặt đông đủ trong hội trường này. Và không để mất nhiều thời gian, ngày hôm nay thì thời tiết cũng rất là nóng nực, thì chúng tôi muốn xin dành toàn bộ khoảng thời gian cho chị Hồ Thị Sen sẽ nói chuyện, giới thiệu với các bác, các anh chị những quy định, những chính sách mới về những vấn đề liên quan đến người khuyết tật chúng ta. Đặc biệt là trong buổi hôm nay, sau khi nghe chị Hồ Thị Sen giới thiệu, thì mong là các bác, anh chị chúng ta có những câu hỏi gì có liên quan đến phần trao đổi của chị Sen, thì chúng ta cuối giờ cũng sẽ đặt câu hỏi để chị Sen giúp chúng ta giải đáp những cái thắc mắc mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống thường ngày. Bởi mỗi người dân chúng ta ấy, chúng ta sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, đúng không ạ? Và về vấn đề pháp luật thì không phải người dân nào cũng hiểu, không phải vấn đề nào chúng ta cũng biết. Những cái buổi như thế này là những cái buổi mà chúng ta có thể tranh thủ được những kiến thức của chuyên gia, những kiến thức của báo cáo viên, giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc, những điều mà chúng ta gặp trong cuộc sống mà chưa có điều kiện để có thể biết hết. Thì mong là các anh chị chúng ta hãy chuẩn bị cùng những cái nội dung mà chị Hồ Thị Sen giới thiệu hôm nay, để lát nữa đặt câu hỏi chị Sen sẽ giúp chúng ta giải đáp những phần thắc mắc này, đúng không ạ? Thì các anh chị chúng ta cứ quá trình cùng nghe chị Sen trao đổi, thì chúng ta cùng suy nghĩ xem là chúng ta gặp phải những cái gì khó khăn, thì để chúng ta đặt câu hỏi mong chị Sen giải đáp. Sau đây thì xin được trân trọng giới thiệu và kính mời chị Hồ Thị Sen ạ, trợ giúp viên pháp lý sẽ lên giới thiệu nói chuyện những nội dung mà ban chủ nhiệm cũng đã đặt hàng với chị. Xin được trân trọng kính mời chị. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo của Hội Người Mù thành phố và các đồng chí lãnh đạo của Hội Người Mù các quận, huyện có đến tham dự, và kính thưa các quý vị đại biểu, các bác, anh, các chị. Ngày hôm nay thì lại một lần nữa thì tôi được Hội Người Mù thành phố chúng ta mời làm báo cáo viên truyền thông tới các bác, anh chị một số quy định của pháp luật mà liên quan tới các cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Rất là vui mừng và rất là tự hào ạ. Và xin một lần nữa xin được gửi lời kính chúc tới các đồng chí lãnh đạo của Hội Người Mù thành phố, tới các bác, anh các chị, các quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và sự thành công. Thưa các bác, anh chị, là tôi thấy là hội của chúng ta là hoạt động rất là sôi nổi đấy ạ. Và có rất nhiều phong trào mà tôi thấy là rất ngưỡng mộ. Tại vì bản thân tôi đi làm tối mờ tối mắt, không được bao giờ được tham gia các cái phong trào như này đâu ạ. Nên rất là ngưỡng mộ các bác, anh, các chị có một cuộc sống, có một đời sống về tinh thần tương đối là phong phú và rất là lành mạnh. Chúng ta cũng không việc gì phải gấp gáp, đúng không ạ? Thưa các bác, là hôm nay chúng ta có một số các cái quy định của pháp luật để chúng ta nghiên cứu, cũng như là trong cái quá trình mà tôi có truyền đạt, thì các bác anh chị nào có cái vấn đề gần gớm mắc thì sau đó các bác anh chị có thể là
đặt các câu hỏi để tôi có thể trả lời. Còn đối với các cái vấn đề mà các bác anh chị đang gặp, như là các cái tranh chấp của bản thân mình hoặc là của gia đình mình mà cần giữ bí mật thì các bác anh chị có thể gặp riêng tôi để được tư vấn hướng dẫn giải đáp. Còn nếu như chúng ta có những vấn đề cần giải đáp mà không cần phải giữ bí mật thì các bác anh chị có thể trực tiếp hỏi và sau đó tôi sẽ trả lời ở trên mic này luôn ạ. Và thưa các bác là đối với cái luật của người khuyết tật cũng như là cái luật về như chị Hà nói lúc nãy ạ, luật người khuyết tật thì chúng ta hầu như chúng ta nắm chắc rồi đúng không ạ? Các chế độ rồi các cái thủ tục đối với việc quy định và công nhận người khuyết tật để hưởng trợ cấp của chúng ta ấy, thì hầu như chúng ta cũng nắm được rồi. Các bác nào mà còn có các cái vướng mắc hay như nào đó, giấy tờ, văn bản, thủ tục mà chúng ta chưa hoàn thiện được hoặc là chưa biết cách để hoàn thiện thì các bác có thể là gặp trực tiếp tôi hoặc gặp trực tiếp các đồng chí lãnh đạo của hội chúng ta để được hướng dẫn. Và sau đó là sẽ làm một cái thủ tục. Trong quá trình mà làm việc của tôi gặp rất nhiều những người khuyết tật đấy ạ. Họ đến và họ gặp tôi chỉ vì cái quá trình xin cấp, làm cái thủ tục ấy, xin cấp để được công nhận là người khuyết tật và hưởng trợ cấp ấy, nó có nhiều cái vướng mắc và gây ra cái bức xúc cho chính bản thân những người khuyết tật. Đấy. Nhưng thưa các bác là chúng ta nhiều lúc khi chúng ta đi làm các cái hồ sơ giấy tờ để được công nhận là người khuyết tật ấy, bản thân chúng ta cũng là người, thứ nhất là đã thiếu hiểu biết rồi, nhưng thứ hai chúng ta cũng là người mà tự nhiên là tạo ra những cái hành động mà dung túng cho cán bộ nhà nước ấy ạ. Đấy, thưa các bác, nói như vậy là các bác hiểu đúng không ạ? Chính bản thân các bác khi làm là cứ theo đúng thủ tục pháp luật và gửi vào một cửa tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đương nhiên người ta sẽ có một cái biên lai, cái phiếu nhận hồ sơ đúng không ạ? Ký vào đó là nhận của các bác những cái gì, gồm những cái gì, yêu cầu, đơn, từ các thứ. Sau đó là họ sẽ phải có thông báo để trả lời cho các bác bằng văn bản. Thưa các bác, chứ nhiều bác cứ cầm giấy tờ là đưa thẳng vào cho cán bộ lao động thương binh xã hội. Hoặc là vào thẳng phòng lao động thương binh xã hội của quận huyện để làm. Thưa các bác, xong rồi người ta vòi vĩnh. Các bác không có gì, người ta cứ để hồ sơ các bác đến năm hết năm này sang năm khác. Đúng không ạ? Người ta cũng chẳng có phải có cái trách nhiệm là trả lời cho các bác là được hay là không. Đấy, thưa các bác, nên là các bác nên nhớ là bây giờ nhà nước chúng ta ấy có các cái quy định thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật ạ. Đấy, các bác các anh chị cứ đi đúng lộ trình, đi đúng cách thức, không ai người ta ỉm của các bác anh chị được. Đấy, và chúng ta cũng không phải dung túng, không phải mất một đồng tiền phí nào cho ai cả và bắt buộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải giải quyết. Thưa các bác, là trong cái trường hợp mà ở hội người mù Gia Lâm vừa rồi đấy ạ, anh Trung là anh Năm đấy ạ, là chủ tịch hội ở huyện Gia Lâm đấy ạ, có làm mấy cái hồ sơ để công nhận cho mấy người liền, là chỉ khiếm khuyết một mắt thôi, không phải hai mắt ạ. Đấy, để đi làm cái chế độ hưởng trợ cấp đối với người khuyết tật nặng. Thưa các bác, là khi mà nộp hồ sơ vào người ta cứ bảo là đã mù hết đâu, mới chỉ có hỏng một mắt thôi ạ. Nhưng thưa các bác, là theo cái thông tư số 01/2019 ở trong thông tư người ta quy định rất rõ luôn là khiếm khuyết một mắt hoặc mù một mắt đã được công nhận là khuyết tật nặng rồi và được hưởng trợ cấp rồi. Đấy, thưa các bác, nhưng nhiều người là không biết, mang hồ sơ cứ đi nộp vào xã là cứ đưa cho các đồng chí cán bộ thương binh xã hội ạ, hoặc đưa lên huyện, thế xong cứ trả lời là không được đâu, thế là lại tiêu nghỉu đi về ạ. Ấy, thưa các bác, là nhiều lúc các bác tự đi làm nó rất là khó và các bác cứ theo đúng thủ tục nhà nước quy định thôi, các bác đi thẳng vào một cửa nộp giấy tờ hồ sơ đầy đủ. Đấy, còn việc giải quyết của cơ quan nhà nước như thế nào, đây trách nhiệm cơ quan nhà nước ạ. Họ làm được hay không làm được, họ phải có thông báo trả lời cho các bác bằng văn bản, đúng không ạ? Lúc đó các bác phải có căn cứ để các bác khiếu nại hoặc là các bác đề nghị tiếp theo, sai sót những cái gì, thiếu những cái gì, bảo tôi về tôi thu thập, đúng không ạ? Đấy là các cái cách thức để chúng ta làm, chứ không phải
chúng ta cứ nghĩ bây giờ tiêu cực nhiều quá nên là phải có tiền mới làm được, không phải thế đâu ạ. Các bác tự dung túng cho cán bộ thôi ạ. Đấy. Còn một số các cái luật về truyền nhiễm rồi về thông tin, về cách ứng xử thì thưa các bác là chúng ta sẽ ở đây chúng ta hầu như là công dân gương mẫu của Hà Nội đúng không ạ? Cái đấy hầu như chúng ta biết rồi, tôi không nói thêm nữa. Chúng ta có một cái chương về luật thừa kế. Chương thừa kế của Bộ Luật Dân sự 2015 tương đối là dài và sâu, thưa các bác. Và thưa các bác là ở đây chúng ta tuy là người khiếm thị, tuy chúng ta là người hạn chế năng lực hành vi dân sự, nhưng bản thân chúng ta không phải là người vô sản, đúng không ạ? Đương nhiên ai cũng có tài sản, không ít thì nhiều. Thậm chí tôi biết là có rất nhiều bác là còn có rất nhiều đất đấy. Đấy, được nhà nước cấp, nhất là các bác ở nông thôn ngày xưa ấy là hay được giao đất ruộng đúng không ạ? Đất ruộng, đất phần trăm theo hộ gia đình, rồi đất ở. Đấy, nhiều bác lập gia đình còn được thêm đất giãn dân. Đấy, thưa các bác là có khi lại bố mẹ cho nữa. Đấy, bản thân chúng ta cũng là người có sức khỏe, có lao động, có trí tiến thủ, do đó chúng ta kiếm được công ăn việc làm và chúng ta tích cóp được một số tài sản là kha khá. Thưa các bác, vậy thì khi mà chúng ta có tài sản rồi, chúng ta để lại cho con cháu chúng ta như thế nào? Chúng ta quyết định cái phần tài sản của chúng ta sau khi chúng ta qua đời thì chúng ta định đoạt nó như thế nào? Đấy. Các bác cũng phải lo lắng cái phần tài sản để lại nó được sử dụng mục đích gì chứ, đúng không ạ? Không phải là mục đích bất lương là được ạ. Đấy, thưa các bác, và thưa các bác là theo như cái chương thừa kế của Bộ Luật Dân sự của chúng ta ấy, thì từ xưa đến nay, bắt đầu từ năm 1990, nó mới được cụ thể hóa bằng cái pháp lệnh về thừa kế. Và năm 2005 nó mới trở thành một chương trong Bộ Luật Dân sự, và bây giờ là nó cũng trở thành một cái chương rất là quan trọng trong Bộ Luật Dân sự 2015. Thưa các bác, và trong cái quá trình mà chúng ta xây dựng luật ấy, đã có sự sửa đổi bổ sung kế thừa để cho nó phù hợp với tình hình của xã hội và sự phát triển của đất nước, cũng như là sự phát triển về dân trí. Thưa các bác, ngày xưa là chúng ta hầu như là chỉ nói mồm, di chúc có khi di chúc miệng, đúng không ạ? Chỉ có dặn dò con cái, thế xong sau đấy chết đi là chúng nó thực hiện, chả thực hiện thì thôi, đúng không ạ? Nhưng bây giờ thì chúng ta là thời kỳ là 4.0, do đó là chúng ta làm một cái văn bản hoặc làm một cái di chúc hoặc để lại thừa kế, nó cũng có một trình tự bài bản và có một quy định của nhà nước. Đấy. Thưa các bác, vậy thì chúng ta phải tìm hiểu cái quyền thừa kế là gì ạ? Đấy. Trong tất cả chúng ta đây đều có gia đình, có bố, mẹ, vợ, chồng, con cái. Đấy. Kể cả không có con cái thì vẫn có bố mẹ, đúng không ạ? Quyền thừa kế của cá nhân là cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình, để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật, hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Đấy. Ở đây nó có hai hướng. Thứ nhất là hưởng tài sản theo pháp luật hoặc hưởng tài sản theo di chúc. Nếu chúng ta không để lại di chúc thì đương nhiên tài sản của chúng ta được chia theo pháp luật. Nếu chúng ta để lại tài sản mà có di chúc thì đương nhiên sẽ mở di chúc. Đấy, và cái người được định đoạt trong di chúc sẽ được hưởng tài sản. Thưa các bác là theo cái truyền thống của Việt Nam chúng ta ấy, thì hầu như chia thừa kế theo pháp luật của chúng ta ấy, theo quy định của luật đều theo quan hệ huyết thống ấy. Còn hưởng theo di chúc thì thưa các bác thì không nhất thiết là phải là huyết thống ạ. Di chúc chúng ta lập có thể là để lại tài sản cho bất kể ai. Đấy, không phải là ruột già, không phải là ruột thịt, không phải là con cháu. Thưa các bác, đấy là nó có hai cái cách. Nếu chúng ta không để lại di chúc thì đương nhiên chia theo pháp luật. Chia theo pháp luật thì người ta lại xác định hàng thừa kế trong mối quan hệ huyết thống. Đấy. Còn nếu như chúng ta để lại di chúc, đương nhiên là người ta phải xác định người được hưởng thừa kế theo di chúc. Thế nó mới có nhiều cái vấn đề nảy sinh, tranh cãi, mâu thuẫn, đúng không ạ? Kiện cáo.
Thưa bác là ví dụ như có một người, người ta có rất nhiều tài sản, thậm chí ông này là tổng giám đốc một công ty, tài sản của ông ấy có hàng nghìn tỷ, tính ra là tiền đô la chứ không phải tiền Việt. Nhưng ông ấy lại không để lại, ông ấy không có vợ con, ông ấy không để lại cho ruột thịt nhà ông ấy, ông lại làm di chúc, ông ấy tặng lại cho cô bồ của ông ấy cơ. Đấy, đúng thế đấy ạ. Thưa các bác là Việt Nam chúng ta ít chứ nước ngoài người ta rất nhiều ạ. Và lúc đấy nó khởi tranh, khởi kiện ra tòa để tranh chấp quyền thừa kế đấy ạ. Thưa các bác, đấy, không phải đơn giản đâu ạ. Thì cứ theo luật thì là chia thừa kế theo huyết thống đúng không ạ? Vợ con không có thì đương nhiên là đến anh chị em ruột. Nhưng ở đây ông ấy không để lại cho anh chị em ruột. Ông làm hẳn cái di chúc để lại cho cô bồ của ông ấy. Đấy. Thì đương nhiên anh chị em ruột phải tranh chấp với cái cô bồ kia, đúng không ạ? Ra tòa phân xử. Thưa các bác là nếu như ông để lại di chúc cho cô bồ ấy thì phải phân xử theo di chúc hay phân xử theo luật ạ. Đấy, thưa các bác, ở đây quyền định đoạt của người để lại thừa kế rất là được tôn trọng đấy ạ. Là cái ý chí tối cao. Do đó, cái ý chí của người để lại tài sản chính là cái di chúc, và người ta sẽ phải xem xét di chúc. Di chúc có hiệu lực hay không có hiệu lực. Nếu có hiệu lực đương nhiên phải thực hiện theo di chúc. Còn nếu di chúc mà vi phạm về hình thức, về nội dung, quy định của pháp luật thì đương nhiên là không thỏa mãn được các điều kiện của pháp luật thì di chúc hủy. Di chúc hủy lúc đó mới chia theo pháp luật ạ. Đấy, thưa các bác. Mọi cá nhân đều bình đẳng về quyền để lại tài sản của mình cho người khác và quyền được hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Đấy, ví dụ như các bác có bố mẹ các bác mất, đương nhiên là các bác phải được hưởng thừa kế, đúng không ạ? Đấy là quyền được hưởng thừa kế. Và mỗi một thừa kế, đồng thừa kế trong cùng một hàng thừa kế sẽ được hưởng một suất bằng nhau, không phân biệt là nam hay là nữ. Thế các bác bây giờ là bình đẳng nam nữ rồi ạ. Dù các bác có là nam hay là nữ, có là người lành lặn hay người khuyết tật đều được hưởng một suất theo luật giống như nhau. Đấy. Và tí nữa thì tôi sẽ nói thêm là chúng ta ấy, là người khuyết tật chúng ta còn có một đặc quyền mà nhà nước người ta quy định ở trong luật. Đặc quyền của nhà nước bảo vệ cho người khiếm người khuyết tật. Đấy. Là đối với những cái trường hợp mà chia thừa kế theo di chúc ấy, thì có một nhóm người sẽ không phụ thuộc vào di chúc mà được hưởng quyền thừa kế theo pháp luật, đương nhiên không phụ thuộc vào di chúc. Mặc dù di chúc nó là cái ý chí tối cao của người để lại tài sản, nhưng mà một nhóm người sẽ không phụ thuộc vào di chúc đó mà đương nhiên được hưởng. Những người này được hưởng xong rồi thì lúc đấy mới chia theo di chúc. Đấy, thưa các bác, tí tôi sẽ phân tích cái này hơn ạ. Thời điểm và địa điểm mở thừa kế, thưa các bác, cái này là rất quan trọng này ạ. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm mà người có tài sản chết. Trong trường hợp tòa án tuyên bố một người đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày xác định tại cái quyết định của tòa. Đấy, tòa người ta tuyên là công nhận từ ngày này, tháng này, năm này ông này được tuyên bố là chết thì thời điểm mở thừa kế sẽ được tính là cái ngày đó, tháng đó, năm đó. Thưa các bác, địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản. Nếu không xác định được thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc một phần lớn tài sản là di sản để lại. Đấy. Và người thừa kế phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế, hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trường hợp người thừa kế theo di chúc là cơ quan tổ chức thì cơ quan tổ chức phải tồn tại ở thời điểm mở thừa kế. Thưa các bác, là cái thời điểm mở thừa kế nó rất là quan trọng. Vì đó là cái thời điểm mà chúng ta sẽ tính cái thời hiệu chia thừa kế theo quy định của luật đấy ạ. Tính từ thời điểm mở thừa kế là 30 năm theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2015. Thưa các bác, và cái người được hưởng thừa kế phải là người còn sống vào cái thời điểm mở thừa kế. Đấy, tôi lấy ví dụ như là hai bố con, bố thì được hưởng thừa kế của con được hưởng thừa kế của bố nếu như người kia chết trước, đúng không ạ? Nhưng trong cái trường hợp hai bố con
đi ăn cỗ, không may là bị gặp tai nạn thì đưa vào viện. Đưa vào viện thì con lại chết trước bố nửa tiếng sau bố mới chết. Đấy, thưa các bác, như vậy thì người con có được hưởng thừa kế của bố không ạ? Vì người con là đã chết trước người bố nửa tiếng. Do đó cái phần tài sản của người con ấy, nếu mà có ấy, người bố lại được hưởng trước. Đấy, sau đó người bố chết. Nhưng chúng ta có một cái thừa kế rất hay ạ, đó là thừa kế thế vị. Nếu như người con chết trước người bố rồi ấy, không được hưởng thừa kế của người bố, thì người cháu là thừa kế thế vị sẽ được hưởng phần tài sản mà đáng ra bố nó được hưởng. Đấy, thưa các bác, nó theo cái chế độ là thừa kế pháp luật theo huyết thống đấy ạ. Lúc này nó không lọt ra được người ngoài đâu ạ, chỉ có người trong nhà thôi. Đấy. Và thưa các bác, là trong cái trường hợp này thì người con chết trước người bố, do đó là vợ của người con cũng không được hưởng thừa kế đâu ạ. Đấy, mặc dù là bố chết rồi, con là đương nhiên được hưởng đúng không ạ? Nhưng con chết trước không được hưởng thì cháu được hưởng, nhưng vợ của con là không được. Đấy. Nhưng nếu người con mà chết sau người bố, thưa các bác, người con mà chết sau người bố thì đương nhiên là tài sản của người bố là được chia cho cả người con đúng không ạ? Mà đã chia cho người con thì đương nhiên là cháu và vợ nó là đương nhiên được hưởng. Đấy. Cái đấy hay, thưa các bác, là tính ra là hơi rắc rối đúng không ạ? Nhưng có những cái trường hợp, thưa các bác, là có những cái trường hợp mà khi mà người con lấy vợ ấy, người con lấy vợ về thì bố mẹ cho đất đúng không ạ? Bố mẹ cho đất ra ở riêng nhưng chưa tách thửa, chưa mang tên con, vẫn đứng tên bố mẹ thôi. Đấy. Khi người bố chết, người bố, người mẹ chết rồi, người con vẫn đang sống ở trên cái thửa đất đấy, thì hai vợ chồng người con mới mâu thuẫn. Lúc này là không ạ, mâu thuẫn thì chẳng may thì người chồng mất đi đấy, người con mất đi, thì người vợ cắp cái đứa con ấy đi chỗ khác và lấy chồng khác. Đấy. Lúc này gia đình nhà chồng, anh em chị em bên nhà chồng mới bắt đầu chia tài sản của bố mẹ. Thưa các bác, là chả đếm xỉa gì đến con dâu với cháu cả, thì bà mới đi lấy chồng rồi đúng không ạ? Mới đòi làm sao được? Thưa các bác, có đòi được không ạ? Ấy, thưa các bác, trường hợp này có về đòi được không ạ? Đòi được ấy ạ. Vì sao ạ? Vì chồng người ta chết sau bố mẹ đúng không ạ? Đương nhiên là ông chồng phải được hưởng một suất thừa kế. Và cái ông chồng đấy, ông chết trong cái thời gian mà bà vợ này này vẫn còn đang là hôn nhân hợp pháp với ông chồng, đương nhiên là bà vợ phải được hưởng thừa kế của chồng. Đúng không ạ? Và đứa con được hưởng của cái thừa kế của bố nó. Đấy, thưa các bác, kể cả là người vợ này không có con, thưa các bác, là theo luật hôn nhân gia đình là người chồng là được hưởng thừa kế của người vợ, người vợ được hưởng thừa kế của người chồng. Và đấy là hàng thừa kế thứ nhất. Kể cả là người vợ người ta không có con, nhưng người ta có hôn nhân hợp pháp với người chồng. Khi người chồng mất đi, đây, em vào nước đây rồi. Khi người chồng mất đi, tài sản của người chồng có những cái gì thì đương nhiên người vợ là được hưởng thừa kế. Lúc này bố mẹ chồng mất hết rồi, thì đương nhiên là người vợ là người thừa kế hàng thứ nhất duy nhất đấy ạ. Đúng không ạ? Một mình cái bà ấy hưởng thôi. Nhưng nếu như người chồng mà mất trước người cha ấy, mất trước bố chồng, mẹ chồng ấy, thì người vợ có được hưởng nữa không ạ? Thì lại không được hưởng, đúng không ạ? Đấy, thưa các bác. Các bác là hiểu rất nhanh đấy ạ. Ở đây là tôi đưa ra một số ví dụ để các bác thấy và chúng ta nắm được. Tuy là nó hơi rắc rối một tí, nhưng nếu chúng ta bóc tách và phân tích kỹ càng một chút là chúng ta không bị rối đâu ạ. Đúng không ạ? Thưa các bác, là thừa kế, người ta quy định là thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu cái thừa kế theo di chúc đầu tiên. Khi chúng ta có tài sản thì chúng ta để lại bằng di chúc như thế nào để cho nó hợp pháp. Sau này có nảy sinh tranh chấp thì cái di chúc của chúng ta, cái ý chí cao nhất của người để lại tài sản ấy, làm thế nào để được công nhận. Đấy, thưa các bác, không phải là đơn giản đâu ạ.
nhiều bác ra làm di chúc tại văn phòng công chứng, nhưng mà khi ra tòa giải quyết tranh chấp vẫn hủy như bình thường ạ. Đấy, thưa các bác, tôi có một cái trường hợp, có một cái chị này ở Gia Lâm, bố là liệt sĩ, mẹ già rồi, nhà có hai anh em thôi. Ông anh thì xây nhà trên đất, còn bà này thì vì là bà mẹ có mâu thuẫn với ông anh trai, bà này thỉnh thoảng là về chăm nom mẹ. Đấy, thế xong sau đấy là đưa mẹ ra văn phòng công chứng khai nhận di sản thừa kế để chuyển cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ sổ hộ sang sổ tên của mẹ thôi. Đương nhiên là phải khai nhận di sản thừa kế, nhưng lại chỉ có hai mẹ con đi khai nhận di sản thừa kế. Thế mà văn phòng công chứng cũng làm. Thưa các bác, làm là có đúng không ạ? Sai bét rồi đúng không ạ? Nhưng mà văn phòng công chứng vẫn làm được. Đấy, thưa các bác, vẫn chuyển cái dấu khai nhận di sản thừa kế. Xong sau đấy là mang cái giấy ấy, mang ra phòng đăng ký nhà đất là xin chuyển tên sang tên sổ của mình bà thôi. Tại vì con gái ký hoặc là để cho bà đứng tên toàn bộ đúng không ạ? Thế nên là bà đứng tên xong thì bà con gái đưa ra văn phòng công chứng làm một cái tặng cho nửa đất luôn. Đấy, thưa các bác, sau này ông con trai ông phát hiện ra, ông mới khởi kiện ra tòa đòi hủy hết tất cả các giấy tờ trên. Thưa bác, hủy được không ạ? Hủy được đấy ạ. Vì sao? Nó sai ngay từ giai đoạn đầu đúng không ạ? Nên các bác cứ nghĩ là ra văn phòng công chứng chắc lắm, không chắc đâu ạ. Nhiều lúc làm sai lắm. Vậy thì thưa các bác, làm thế nào để chúng ta định đoạt cái tài sản của chúng ta sau khi chết mà nó lại được công nhận? Đấy, chúng ta sẽ làm cái di chúc. Mà thưa các bác, là di chúc nó có hai hình thức chính: di chúc miệng và di chúc bằng văn bản. Di chúc miệng thì thưa các bác là không phải chỉ nói ra cái là xong đâu ạ, lời nói gió bay đúng không ạ? Di chúc miệng nói ra nhưng phải túm lại. Túm lại ạ, không cho nó bay. Đấy, thưa các bác, đối với hình thức di chúc miệng thì chúng ta chỉ thực hiện đối với những người mà lúc đó là tình trạng bất khả kháng rồi, không thể viết được. Đấy, không thể tự làm di chúc được nữa mà chỉ có thể nói ra bằng miệng thôi. Rồi đối với những người mà thập tử nhất sinh rồi ấy, đúng không ạ? Các cụ nói nôm na là các cụ đã nằm ở trên giường rồi, chuẩn bị là các cụ về với tổ tiên rồi. Thì các cụ bảo đây, tao làm cái di chúc miệng, tao để lại tài sản của tao như thế nào. Thế chúng ta lúc đấy là không phải vâng vâng để con nghe đâu ạ, chúng ta không được quyền nghe đâu ạ. Thưa bác, lúc đấy chúng ta phải đi gọi hai cái người không liên quan đến cái tài sản ấy, miễn là không nằm trong cái hàng thừa kế, không có ra quan hệ huyết thống gì, chưa các bác? Thứ nhất là ông trưởng thôn, hay ông hàng xóm, đúng không ạ? Đến và nghe. Nếu như ở trong bệnh viện thì có thể là nhờ hai cái người trong bệnh viện, hai cái người lạ, người ta cùng nằm cùng phòng ấy, đến nghe và ghi ra bằng văn bản, thưa các bác. Sau 5 ngày thì phải về cái Ủy ban Nhân dân xã phường mà nơi cư trú của ông này này để xin xác nhận vào đó. Sau 5 ngày mà không xác nhận coi như cái lời nói nó bay mất rồi. Đấy, thưa các bác, trong vòng 5 ngày là phải xin xác nhận luôn là đấy, văn bản ngày ý, tháng ý, năm ý, chúng tôi là những người như thế, có chứng kiến ông này, ông di chúc đại bằng miệng như thế, đúng không ạ? Đấy, và xác nhận Ủy ban dân xã về hai người làm chứng. Đấy, trong vòng 30 ngày, trong vòng 3 tháng mà cái người làm di chúc đấy chưa chết, đúng rồi đấy ạ, thì cái di chúc miệng đấy đương nhiên cũng bị hủy ạ, phải làm lại. Thưa các bác, đó, phải làm lại. Đấy, sau 3 tháng mà cái người làm di chúc miệng đấy vẫn còn sống thì các bác phải làm lại ngay từ đầu. Còn nếu mà trong vòng 3 tháng người đó mất thì đương nhiên di chúc ý nó có hiệu lực pháp luật đấy ạ, thưa các bác. Cái hình thức di chúc đấy là di chúc miệng. Còn di chúc bằng văn bản thì các bác, nó có rất nhiều hình thức di chúc bằng văn bản. Có thể các bác tự viết tay ra,
hoặc các bác nhờ người đánh máy. Sau đó các bác mời hai người làm chứng đến ký vào đấy và xác nhận là làm di chúc trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, khỏe mạnh, không bị ai ép buộc, đấy, sáng suốt, minh mẫn. Thưa các bác, là khi làm di chúc ý, các bác cũng ghi nhớ một điều như này ạ. Không phải chúng ta thích làm di chúc lúc nào làm đâu. Tài sản của chúng ta sờ sờ ra đấy, chúng ta thích làm là làm đâu, chúng ta phải xác định. Nhất là những người đã có vợ, có chồng rồi đấy ạ. Xác định tài sản đó có phải là tài sản chung của vợ chồng hay không. Nếu tài sản riêng thì có thể làm riêng được, nhưng tài sản chung lại không thể làm riêng được. Thưa các bác, là ngày xưa nhiều cụ ấy làm di chúc bảo vợ tôi mù chữ, biết gì đâu mà làm, nên là cứ làm di chúc một mình thôi. Đấy, cứ tự viết, tự định đoạt. Thưa các bác, nếu như con cháu nó không có mâu thuẫn, nó không tranh chấp với nhau ấy, nó tôn trọng ý kiến của các bác, nó bảo ở đây ý kiến của bố tôi như thế, chúng tôi hoàn toàn thống nhất, nó lại không nảy sinh mâu thuẫn, đúng không ạ? Nhưng nếu như nó mà có mâu thuẫn, nó bảo không, bố như thế là thiên vị, bố cho anh này nhiều, anh này ít, tôi trách nhiệm nhiều thế, tôi lại được ít hơn, đúng không ạ? Tôi không đồng ý. Thế khi di chúc như thế là không đúng, không hợp pháp, tôi không công nhận. Thưa các bác, là tranh nhau ra tòa. Ra tòa là người ta hủy luôn di chúc đi luôn đấy ạ. Đấy, lý do vì sao ạ? Mặc dù tài sản là của bố mẹ, cha ông để lại, nhưng đấy, theo quy định của luật hôn nhân gia đình 559 và 586 ấy, đối với những tài sản có trước và trong thời kỳ hôn nhân mà hai vợ chồng tạo lập được hoặc được tặng cho đều là tài sản chung hết. Đấy, thưa các bác. Nên các bác bảo không, đất đai này tôi kết hôn với bà ấy từ năm 70, nhưng mà đất đai của trong cụ kỵ nhà tôi của bà đâu, bà mang về đây đâu mà tài sản chung được. Nên là tôi chỉ làm di chúc riêng mình tôi thôi. Đấy, thưa các bác mà làm di chúc thế là hỏng rồi, sai luôn rồi. Thì theo quy định của pháp luật, đấy vẫn là tài sản chung vợ chồng. Đấy, kể cả các cái đất mà các bác, ví dụ như ở đây mà bác nào mà có làm bộ đội hay công nhân ý, ngày xưa nhà nước cấp cho một khoảnh đất, sau đó là công ty người ta mới xây cái nhà cho công nhân lên, xong rồi xem xét hoàn cảnh các đồng chí nào mà gia đình vợ con chật hẹp quá thì phân cho một căn hộ, đúng không ạ? Đấy, bộ đội cũng thế, công nhân cũng thế, hay phân chia cho một căn hộ tập thể đấy, thưa các bác. Xong đến lúc cơm không lành, canh không ngọt, bảo đất này, nhà này là công ty tôi, nó giao riêng cho tôi chứ vợ làm gì có phần, đúng không ạ? Có đúng không ạ, thưa các bác? Lúc đó thì lại phải xem lại ạ. Ông được chia cái đất, cái nhà đấy lúc ông đã có vợ rồi, và người ta xét hoàn cảnh các đồng chí có gia đình nhưng chật hẹp, người ta mới phân, đúng không ạ? Vậy thì ở đây có vai trò của người vợ không ạ? Có ạ. Và đó không phải là đất của công ty chồng giao cho chồng, một mình chồng đâu ạ, mà đó chính là tài sản chung vợ chồng rồi. Đấy, thưa các bác, nên khi mà làm di chúc định đoạt tài sản, bảo là không, đất hay công ty tôi làm công nhân cho công ty ý, thì công ty ý nó mới phân cho tôi. Đấy, thưa các bác, đất giãn dân cũng thế. Khi các bác lập gia đình rồi mà chật hẹp, lúc đó mới làm một cái đơn gửi ra phường xã xin được cấp đất giãn dân. Đấy, vì ở bố mẹ chật hẹp quá, đúng không ạ? Và nhà nước cấp cho một mảnh đất giãn dân. Thưa các bác, nhưng mà đến lúc cãi nhau, vợ chồng cãi nhau ấy, bảo không, đất này của tôi, ê, cấp cho gia đình nhà tôi chứ bà đâu đến đây làm giàu chứ, không phải của bà đâu, đúng không ạ? Đấy, thưa các bác, ngày xưa cũng vậy, có những cụ ấy, các cụ học chữ nho ngày xưa rất rất là gia trưởng. Thưa các bác, khi mà làm di chúc ấy, các cụ cũng nhiều chữ mà, nên làm di chúc. Làm di chúc nhưng mà thường thường ngày xưa các cụ lấy vợ thì các cụ bà có được học hành gì đâu, làm gì biết chữ, đúng không ạ? Hay làm di chúc chỉ có làm một mình rồi. Đấy. Thưa các bác, nên là khi mà chúng ta làm cái di chúc đơn giản thôi, chúng ta cũng phải xác định xem tài sản chúng ta đang định đoạt đó là tài sản chung hay tài sản riêng của vợ chồng.
để chúng ta làm cho nó chắc chắn. Tôi nói ví dụ như ngày xưa cụ ngoại là đẻ ra mẹ tôi đấy ạ, không phải có một vợ đâu ạ, mà hai vợ. Thưa các bác, là theo cái quy định của luật hôn nhân gia đình năm 86 ấy, thì người ta sẽ công nhận hôn nhân nhiều vợ nhiều chồng trước năm 78, vì đây là cái tồn tại của lịch sử. Trong cái quá trình mà chúng ta kháng chiến giải phóng đất nước thì có một số người miền Nam tập kết ra Bắc, đúng không ạ? Và những người này thì hầu như đã có vợ ở trong Nam rồi. Bản thân bố đẻ tôi đã có vợ ở trong Nam rồi đấy. Đấy. Nhưng sau đó là ở trong Nam thì nhiều bà không chịu được, kìm kẹp thì đành phải đi lấy chồng khác, chứ không nay nó đến nó kiếm chuyện, mai nó đến nó hoạnh hoẹ, không sống nổi. Đúng không ạ? Thì lấy vợ ở ngoài Bắc. Nhưng có nhiều người người ta vẫn chờ đợi được ạ. Sau khi thống nhất đất nước thì vợ chồng lại đoàn tụ, là tự nhiên lại thành hai vợ. Đấy, thưa các bác, nhiều cụ ông miền Bắc chúng ta đây ngày xưa cũng tính gia trưởng mà cũng cổ hủ, lấy hai ba vợ, nhất là không có con trai ấy, lại càng lấy với nhiều vợ. Đấy, ví dụ như cụ ngoại nhà tôi là đẻ ra mẹ tôi đấy ạ, cũng hai vợ. Lấy cụ bà thì là đẻ ra mẹ tôi là chỉ có ba cô con gái thôi, sau đấy là cũng có lấy mấy bà nữa. Nhưng các bà không ở được, còn mỗi một bà là vẫn trụ lại được với cụ, đẻ được một ông con trai, là hai cụ ạ. Và được công nhận đấy là vợ chồng hợp pháp ạ. Đấy, thưa các bác. Nhưng theo cái luật hôn nhân gia đình năm 86 quy định ý, thì trước năm 19 mùng 1 tháng 7 năm 1987, tất cả những cặp vợ chồng chưa đăng ký kết hôn thì nhà nước sẽ khuyến khích đăng ký kết hôn. Còn sau cái ngày mùng 1 tháng 7 năm 1987, những cặp vợ chồng nào mà ở với nhau không đăng ký kết hôn, nhà nước sẽ không công nhận là hôn nhân hợp pháp. Đấy. Thưa các bác, mà không được công nhận hôn nhân hợp pháp thì không được thừa kế của nhau. Đơn giản là thế thôi ạ, đúng không ạ? Còn trước năm 78, kể cả là 3-4 vợ vẫn được thừa kế của nhau ạ. Đấy, đúng không ạ? Kể cả các cụ chung sống với nhau không đăng ký kết hôn vẫn được công nhận là hôn nhân hợp pháp. Và thưa các bác, là trong cái quá trình mà xác định hôn nhân nào hôn nhân hợp pháp cũng nhiều cái phức tạp phết đấy ạ. Tại vì có ông thì ông ấy lấy một lúc 3-4 bà vợ không có đăng ký kết hôn, sau đấy là ông ấy trụ lại được, ví dụ ông ấy lấy 3 bà nhưng cuối cùng ông trụ lại được với bà thứ hai, ông thường xuyên ông ở với bà thứ hai. Thưa các bác, lúc này là xác định 3 bà nào là hôn nhân hợp pháp ạ. Đấy, nó khó không ạ? 3 bà đều không đăng ký kết hôn, đều chung sống với nhau trước năm 86, nhưng không phải là kết hôn trước năm 78. Thưa các bác nhé, mà sau năm 78 đến năm 86 đi ở với 3 bà liền. Mà thưa các bác, là tôi gặp rồi ạ. Trường hợp này là của một bác này, bác ấy ở Bắc Giang ạ. Nhà ông ở Ngọc Hồi, nhưng ông ấy lấy một lúc, cứ nay bà vừa ở bà này được vài năm, có một cô con gái lại ở với ngay, đi bỏ luôn, đi lấy bà khác, ở vài năm lại có một cô con gái. Thế nào mà 3 bà liền toàn con gái ạ. Cuối cùng ông về ông trụ lại được bà thứ hai. Ông ấy ăn dầm ở dề ở nhà bà thứ hai ấy. Đấy, thưa các bác, lúc này người ta tính gì ạ? Hôn nhân thực tế chính là cái việc chung sống như vợ chồng thường xuyên. Thưa các bác, là không phải 3 bà đều được công nhận hết đâu, mà chỉ có 1 bà thôi ạ. Bà đấy là bà thứ hai đấy ạ. Bà, ông ấy sống ở đấy thường xuyên như vợ chồng, đúng không ạ? Có đăng ký tạm trú tạm vắng ở đấy, nhà bà ấy. Đấy, thưa các bác, để mà xác định hơi khó, đúng không ạ? Tính toán ra cũng rất mệt. Tôi biết là có một cái trường hợp, một ông ở Hưng Yên ạ. Ông ấy lấy đến 3 bà vợ ở quê rồi, chả bà nào đăng ký kết hôn cả. Đấy, xong cuối cùng là lên chỗ Bắc Từ Liêm ấy ạ, bán đất ở nhà quê, xong rồi mua một cái xe taxi, góp vào trong công ty taxi, đi chạy taxi. Thế là lên Hà Nội, lên Bắc Từ Liêm, mua một cái nhà, cưới luôn một cô kém 20 tuổi. Đấy, thưa các bác,
mà trong khi đấy ba bà nhà quê lên trên này ăn cưới ông ý. Đấy, thế mới tài chứ. Thưa các bác, rất là hay ạ, ngay gần nhà tôi luôn. Mình thấy lạ lẫm luôn. Vì sao các bà kia lại nhẫn nhịn như vậy ạ? Bản thân mình là phụ nữ ở đây, mình không thể chấp nhận được thế đúng không ạ? Nhưng các bà kia lại vẫn chấp nhận được. Thưa các bác, lại còn lên tận Hà Nội ăn cỗ cưới vợ mới cho chồng. Đấy, thưa các bác, thế mới hay. Ba bà kia đều đẻ được mỗi bà một con gái. Trong khi ông này lấy cái cô này, vợ thứ tư, đẻ được con trai. Thế là mua nhà mua đất cho cô này ở. Nhưng thưa các bác, để mà tính hôn nhân thực tế thì đương nhiên cô này không phải là, không phải hôn nhân đúng không ạ? Đấy, mà phải là cái bà vợ đầu tiên trước năm 86 ấy. Còn các bà sau năm 86 coi dẹp hết đúng không ạ? Cứ ăn ở với nhau chả đăng ký kết hôn gì cả. Đấy, nhiều người cũng vô ý thức như vậy. Thưa các bác, ở thôi, thích thì ở, không thích lại giải tán. Nhiều lúc hay thế. Thưa các bác, thế nhưng mà cái cô trẻ trẻ này sau này lấy cái ông này thì có manh nha đến tài sản của ông ấy không ạ? Thưa các bác, trẻ tuổi mà lấy ông già ngoài 20 lấy ông 50 mấy rồi, thưa các bác, để cho ông một thằng con trai, mặc dù là chả cưới chả xin gì, có cưới xin, chẳng kết hôn, không làm đăng ký kết hôn. Thưa các bác, nhưng mà cái thằng con đẻ ra ấy đúng không ạ? Cái thằng con nó là thằng thừa kế, đương nhiên nó được hưởng tài sản rồi. Đây, thưa các bác, là cũng có cái một chút cái tư lợi đúng không ạ? Chứ không phải là hoàn toàn là không. Đây, chúng ta quay trở lại cái di chúc bằng hình thức. Thưa các bác, là khi mà làm di chúc, các bác nhắc lại một chút, các bác nhớ là tài sản của chúng ta là tài sản riêng hay tài sản chung. Lúc đó thì chúng ta xác định làm di chúc riêng hay làm di chúc chung. Đấy. Sau khi mà đã xác định được tài sản chung, tài sản riêng rồi, lúc đó chúng ta sẽ làm di chúc. Nếu như tài sản riêng, chúng ta cứ tự là chúng ta tự viết bằng tay thôi. Gọi hai người làm chứng đến viết là tôi trong trạng thái tinh thần minh mẫn, hoàn toàn khỏe mạnh, sáng suốt, không bị ai buộc. Đấy, ký xác nhận rồi. Xong các bác chia viết ra mấy bản và các bác quấn nó lại, nhét lên xà nhà ấy ạ. Đúng ạ. Bí mật mà. Thưa các bác, làm di chúc đa số là bí mật đúng không ạ? Con cái nó mà biết ông lại cho con lớn nhiều, con bé ít, tự nhiên nảy sinh mâu thuẫn ngay lúc ý rồi đúng không ạ? Nên làm di chúc hầu như là chúng ta giữ bí mật là nhiều. Chúng ta như các cụ ngày xưa ấy, cất vàng cất đồ toàn đưa lên xà gồ xà ngang đúng không ạ? Ai mà lấy được. Đến lúc ốm yếu quá gần đất xa trời mới chỉ tao cất cái đồ ở trên đi đây lấy xuống đúng không ạ? Đấy, lúc đấy con cháu mới biết. Đấy, thưa các bác, nhiều cái vụ kiện hay lắm ạ. Kiện chán kiện chê, chia thừa kế chán chê rồi xong tự nhiên cái nhà nó sập. Cái nhà nó sập xuống mới biết là lòi ra cái di chúc bố nhét ở trong xà ngang xà gồ ấy. Thưa các bác, lôi ra lên tận giám đốc thẩm, tái thẩm lung tung hết cả rồi, bây giờ tự nhiên lòi ra cái di chúc. Thưa các bác, lại xử lại từ đầu ạ. Đúng ạ. Đấy, nó lại xử lại từ đầu. Cứ có bằng chứng mới, chứng cứ mới là xử lại từ đầu ra, lại đi lại từ sơ thẩm. Hoặc là đã lên đến giám đốc thẩm rồi thì tôi lại tái thẩm. Đấy, thưa các bác, nó hay như thế ạ. Cái văn bản thì nó cực kỳ giá trị ạ. Chưa cần biết là nó có hợp pháp hay là không hợp pháp, nhưng tôi có bằng chứng mới, có căn cứ mới, chứng cứ mới là tôi có quyền lật lại được vụ án để giải quyết lại từ đầu. Đấy, thế các bác. Đấy, ngày xưa các cụ làm di chúc thì nhiều cụ ngày xưa là được ăn được học ạ. Các cụ tự viết lấy, tự viết di chúc. Đấy, các cụ định đoạt tài sản, tự viết. Đấy, thưa các bác, nhưng về cái hình thức di chúc này thì các bác là lưu ý là cái hình thức về chữ viết ý, nó phải nhất quán. Tiếng Việt nó phải hoàn toàn là tiếng Việt. Tiếng nước ngoài, tiếng Anh nó phải hoàn toàn tiếng Anh, sau đó chúng ta đi dịch thuật công chứng. Đúng không ạ? Tiếng Trung cũng phải hoàn toàn là tiếng Trung. Tiếng Hán hoàn toàn là tiếng Hán. Ngày xưa các cụ ý, đi được học tiếng Hán, nên nhiều cụ nhờ người viết tiếng Việt đầu tiên đi. Xong đoạn sau các cụ ký bằng chữ Hán. Đấy, thưa các bác,
Tôi gặp ở Trương Mỹ một trường hợp như vậy ạ. Cầm cái di chúc của cụ không biết đọc kiểu gì luôn, mà di chúc như này thì không ai người ta công nhận. Tại vì về hình thức là đã vi phạm, mà về hình thức theo quy định của luật rồi. Chưa nói đến nội dung hay là ai ký, có đủ người ký, đủ điều kiện để di chúc hay không. Chỉ nhìn về cái hình thức, về chữ viết là đã thấy hỏng rồi. Đấy, thưa các bác, có một cái trường hợp như này nữa. Cụ ông làm di chúc, nhưng bảo là cụ bà là ôi rồi bà ấy mù chữ, bà ấy mù chữ, biết gì mà làm, chỉ mình cụ làm thôi. Xong cụ ký, cụ đưa người nọ ký, người kia ký, nhưng cụ bà nhất định không ký, không điểm chỉ, không đưa, biết gì mà ký nên không đưa. Đến lúc mang di chúc ra để phân định thì làm nào ạ? Thưa các bác, ở đây tài sản chung của vợ chồng, vợ ông không ký vào đây, làm sao ông được toàn quyền định đoạt di chúc? Đúng ạ, hủy luôn ạ. À, đấy, thưa các bác, nó hay là cái chỗ ý. Mặc dù là các bà không biết gì, không biết chữ, vẫn phải có tên, có tuổi vào đấy, xong điểm chỉ ạ. À, theo như cái luật dân sự 2015 về di chúc này của chúng ta ấy, đối với các cụ mà không biết chữ ấy, và những người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự giống như chúng ta này, khi mà làm di chúc là phải có người làm chứng. Đấy, thưa các bác, luật dân sự 2005 thì không yêu cầu phải có người làm chứng, nhưng 2015 là bắt buộc phải có người làm chứng đối với những người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự mù chữ là phải có người làm chứng. Trong đấy ghi rõ là như này ạ: đã được đọc và giải thích, đã hiểu và đồng ý. Đấy, thưa các bác, ký điểm chỉ vào đấy, và người làm chứng cũng phải ký tên vào đấy là người làm chứng. Đấy, sai sót cái khâu này là coi như cái văn bản đấy coi như vứt đi đấy ạ, đúng không ạ? Di chúc hợp pháp phải đủ các điều kiện sau đây ạ. Thứ nhất, người lập di chúc minh mẫn sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép. Thường thường là trong di chúc sẽ có cái câu này là chúng tôi lập di chúc này để định đoạt khối tài sản này trong tình trạng tinh thần hoàn toàn minh mẫn sáng suốt, không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép, có sự làm chứng của hai người làm chứng sau đây. Đấy, thưa các bác, nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội, hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật. Di chúc phải được làm những người mà đủ năng lực hành vi dân sự, đó là những người trên 18 tuổi trở lên mới được thành lập di chúc. Còn đối với những người từ 15 tuổi đến 18 tuổi mà có tài sản muốn lập di chúc thì phải có người giám hộ đồng ý hoặc cha mẹ đồng ý. Đấy, thưa các bác, đây, di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Di chúc bằng văn bản không có công chứng chứng thực chỉ được coi là hợp pháp nếu đủ các điều kiện là đấy, như là minh mẫn sáng suốt này, không trái pháp luật đạo đức vân vân. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng, và ngay sau đó những người làm chứng ghi chép lại cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Thời hạn 5 ngày kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực. Đấy, thưa các bác, nội dung của di chúc là phải ghi rõ ngày tháng năm lập di chúc. Rất nhiều bác cầm cái di chúc đến cho tôi xem. Thưa các bác, là ôi thì nó làm vào ngày nào? Chả có ngày nào ạ. Chỉ thấy ký tên điểm chỉ, còn chả biết làm vào ngày nào. Còn những cái giấy mà cái gì đề giấy cho con đất, rồi văn bản cho con đất, rồi di chúc chữ to đùng, nhưng mà chỉ anh ơi thì làm vào ngày nào, nhìn chả thấy có cái chữ ngày nào ở đâu cả. Thế mà cũng ký, cũng có người làm chứng, nhưng chả có ngày nào ạ. Thưa bác, thế thì ngày nào ạ, xác định là ngày nào. Cuối cùng là di chúc đấy hủy hết đấy ạ. Thế mà nó không có ngày tháng, làm sao xác định được nó làm vào lúc nào ạ? Đúng không ạ? Họ tên và nơi cư trú của người lập ra di chúc. Nhiều bác làm di chúc chỉ viết này: tôi tên là như này, vợ tôi tên là như này, ngày tháng năm nay là chúng tôi làm cái này. Con chả biết ở đâu.
kể cả cái thửa đất, cái mảnh đất mà tặng cho con cũng chả biết nó ở đâu, diện tích bao nhiêu. Thưa các bác, nhiều bác là viết nó thiếu nhiều quá, đọc nó chả hiểu gì luôn, nó không ra là cái văn bản tặng cho con đất, cũng chả ra di chúc, cũng chẳng có cho ra là cái lời trăn trối gì hết ạ. Nó không ra một cái thể loại văn bản gì đấy, cũng không xác định được nó là cái gì, đọc thấy thiếu nhiều quá đấy. Nhưng mà tranh chấp xảy ra thì thưa các bác là các cái giấy tờ văn bản này có bị hủy không ạ? Chả ai người ta công nhận, đúng không ạ? Đấy, tôi có một cái vụ án ở Yên Thường ấy ạ. Người bố năm 2009 thì ông bố mất, nhưng năm 2005 trong một cái đám rỗ thì ông bố mời tất cả họ hàng đến ăn cỗ, đúng không ạ? Đồng thời ông làm luôn một cái văn bản, ông viết như này: lời dặn dò con cháu. Trong đấy ông định đoạt cái mảnh đất vườn là cho con trai út là 136 mét, tổng là 236 mét, thì con trai trưởng là 100 mét ở bên ngoài, con trai út 136 mét ở bên trong, và đề là lời dặn dò con cháu. Trong đấy chẳng có chữ ký gì của bà mẹ hết, nhưng mà có con trai lớn, con trai bé, rồi một số họ hàng nữa người ta ký vào. Đấy, thưa các bác, khi mà ra tòa tranh chấp, con trai lớn lại tranh chấp với cả ông em, mặc dù ông em là sử dụng từ năm 78 đến đấy rồi. Đến lúc đấy là ông bố mà thôi cắt ra cho anh 100 mét. Thế ông nhất trí, ông cắt ra cho. Nhưng sau đấy là ông anh muốn đòi tất. Ông bố mất rồi, bà mẹ vẫn còn. Lúc đấy bà là 80 mấy tuổi rồi. Thì làm đơn, đưa cho bà ấy ký và khởi kiện ra tòa. Nghĩa là bà đứng đơn, nguyên đơn, bà đòi đất của con để về để cho ông anh lớn. Đấy, thưa các bác, xong đến lúc mà ra tòa thì bà ốm quá, bà không đi được. Thế lại rút đơn về. Rút đơn về sau đấy là đưa bà cụ ấy ra công chứng, ra văn phòng luật sư ạ. Hai ông luật sư làm cho bà một cái di chúc. Bà lại không biết chữ. Thưa các bác, bà không biết chữ. Bà chỉ điểm chỉ thôi. 2018, năm ấy là 2018. Hai ông luật sư làm di chúc cho bà ấy, định đoạt toàn bộ cái phần đất 236 mét đấy để lại cho hai đứa cháu nội, định đoạt như vậy. Thưa các bác, là khi mà ra tòa xử ấy thì cái lời dặn dò con cháu cũng chẳng có cái tác dụng gì, đúng không ạ? Đến cái di chúc của bà mẹ trước khi chết viết để lại cho hai cháu toàn bộ cái thửa đất vườn 236 mét đấy, thưa các bác, là có hiệu lực không ạ? Không phải ạ. Di chúc mà, thưa các bác, di chúc có thể định đoạt để lại cho ai cũng được, không nhất thiết phải là con mình ạ. Để cho hàng xóm được, để cho cô bồ cũng được mà, thưa các bác. Nhưng ở đây người ta đang tính về cái nội dung của di chúc. Thời điểm đó tài sản này là tài sản chung của vợ chồng, đúng không ạ? Ông bố mất rồi thì một nửa của ông bố đương nhiên phải chuyển thành di sản thừa kế để chia cho các đồng thừa kế, đúng không ạ? Còn một nửa là của bà mẹ thôi. Trong khi đó trong di chúc thì bà mẹ định đoạt toàn bộ 236 mét. Bà có quyền định đoạt không ạ? Không, đúng không ạ? Đấy. Cái thứ hai nữa là bà mù chữ. Bà mù chữ mà năm 2018 thì theo luật công chứng chứng thực và theo cái bộ luật dân sự này quy định, đối với người hạn chế năng lực hành vi dân sự phải có người làm chứng, đúng không ạ? Nhưng có người làm chứng đâu, có mỗi hai ông luật sư làm chứng cho việc bà lập di chúc thôi. Còn có ai làm chứng là bà ý mù chữ đã được đọc, được nghe giải thích và đồng ý đâu, đúng không ạ? Chỉ mỗi lần cái tay giấu tay bà vào xong. Thưa các bác, là cái di chúc này ra tòa là hoàn toàn hủy luôn ạ. Chia lại theo quy định của pháp luật. Đấy, chia lại theo luật ạ. Cái thửa 236 mét chia lại theo quy định pháp luật. Chia theo luật, không theo di chúc mà cũng chẳng theo cái gì cả. Cái lời dặn dò con cháu mà ông cụ ông viết ấy, nó chẳng phải là cái di chúc. Đấy, thưa các bác, về hình thức, nội dung thì nó không trái, nhưng về hình thức nó cũng không phải là cái di chúc.
nó cũng chẳng phải là biên bản tặng cho, giấy tờ tặng cho gì con cháu cả. Thưa bác, nó khó không ạ? Nhiều bác là cứ, ôi con cháu tôi nó ngoan lắm, chúng nó nghe lời tôi viết gì là chúng nó nghe hết. Tôi định đoạt như thế này là sau này chúng nó dăm dắp theo tôi đấy. Thưa bác, nó có theo không ạ? Đấy, khó lắm, chết rồi biết làm sao được ạ? Đúng không ạ? Chết rồi biết được con cháu mình sau này nó có ngoan như thế nữa hay không? Nó cãi nhau ỏm mình cũng chả biết. Nó đánh nhau vỡ đầu tranh nhau đất. Thế các bác mình cũng chẳng có biết mà can thiệp được. Thế các bác rất là nhiều trường hợp là các bác không làm di chúc đâu, các bác tặng cho luôn con. Thế các bác trường hợp mà tặng cho luôn ý, là các bác làm hợp đồng tặng cho luôn, là mai là nó cầm luôn ra văn phòng đăng ký nhà đất, nó chuyển tên nó luôn. Đúng không ạ? Xong nó bán luôn. Thế các bác còn quyền đâu ạ? Chả còn quyền gì mà can thiệp để bảo đất của tôi đi kiện lung tung để đòi lại. Thưa các bác, lúc đấy kiện khó lắm, không thể đòi lại được. Vì sao? Các bác đã chuyển dịch quyền sở hữu các bác cho người khác rồi, và người ta có toàn quyền định đoạt. Đúng không ạ? Trong hợp đồng tặng cho, các bác đưa ra một cái điều kiện như này ạ. Đất này là đất để thờ cúng tổ tiên, không được quyền bán. Thì khi làm giấy chứng nhận quyền đất, người ta sẽ đề là đất thờ cúng. Đúng không ạ? Thằng con bác không đi thế chấp vào đâu được, cũng chẳng bán được cho ai. Đấy, thưa các bác, một phần để lại thờ cúng, một phần là bao nhiêu? Thì người ta sẽ đề ở trong đấy rõ ràng. Trong giấy chứng nhận quyền đất đi ạ, người ta đề rõ lắm ạ. Bao nhiêu mét thờ cúng, bao nhiêu mét đất ở riêng, bao nhiêu mét sử dụng chung. Đúng không ạ? Nhiều bác là khi mà nhận thừa kế của bố mẹ rồi ấy, bố mẹ không để lại di chúc, nhưng nhận thừa kế bố mẹ chết hết rồi. Thì bây giờ có mỗi độc một ông anh trai thôi, ông là thờ cúng chính chứ, trong dòng họ. Thế bây giờ ngồi thỏa thuận với nhau, hỏi bây giờ thỏa thuận là tất cả cái đất cha ông để lại đấy để tên ông anh trai đứng tên. Thế bây giờ đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ông ấy đứng tên toàn bộ, thế sau này con ông ấy bảo ông ấy là bán đi để cho chúng nó lấy tiền làm ăn, thế ông ấy bán đi thì làm cách nào để cản được? Ấy, thưa các bác, nhiều bà lăn tăn lắm. Tại vì khi mà ngồi thỏa thuận giữa các đồng thừa kế để cho một mình ông ấy đứng tên, nhiều bà sợ chứ ạ? Đúng ạ. Thế đi tư vấn hỏi tôi là làm thế nào để ông ấy không bán được. Thưa các bác, trong biên bản thỏa thuận nè, phải ghi rõ, đúng không ạ? Chúng tôi đồng ý để lại toàn bộ phần tài sản này của bố mẹ của chúng tôi cho anh trai của chúng tôi sử dụng. Nhưng phải để lại bao nhiêu mét để thờ cúng chung, đúng không ạ? Cái đó sẽ chuyển thành di sản thờ cúng chung ạ. Mà đã dính đến di sản thờ cúng chung ở trong đất có bán được không ạ? Khó lắm ạ, đúng không ạ? Chỉ ở thôi. Nên bảo các bà không phải lo, các bà lo xa quá, cứ để cho ông đứng tên. Nhưng khi làm biên bản thỏa thuận giữa các đồng thừa kế phải đặt ra điều kiện, đúng không ạ? Và trong cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nó ghi cái điều kiện giấy rất là rõ luôn. Nên là khi chuyển nhượng ấy, hoặc là các bác bây giờ muốn mua đất, muốn chuyển nhượng, các bác đọc cái giấy chứng nhận người ta cực kỳ rõ. Các bác cứ đọc giấy chứng nhận ra là biết ngay nó vấp ở chỗ nào, nó có thuận hay là không, nên mua hay là không. Và các bác xem cái giấy chứng nhận, trang 1, trang 2, trang 3, trang 4, nó có chú thích ở đấy hết. Có cái gì mới hoặc có biến chuyển, có chuyển dịch gì là nó ghi luôn bên cạnh. Đính chính rồi như nào đấy là ghi luôn bên cạnh. Các bác cứ đọc ra là ra. Kể cả đất quy hoạch nhé. Thưa các bác, giấy chứng nhận quyền đất mà đất quy hoạch nó đề ra rõ luôn. Không được tự ý xây dựng mới, không được tự ý mở rộng diện tích sàn xây dựng. Nếu có xây dựng mới phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đấy là đất có quy hoạch, người ta không cho xây. Đúng không ạ, thưa các bác? Các bác đọc phải kỹ. Còn nếu như giấy chứng nhận mà người ta không ghi cái đấy mà nó vướng quy hoạch, các bác không biết, các bác phải đi tìm hiểu rất nhanh, lên trên xã phường nơi có quản lý cái đất đấy là người ta mở quy hoạch cho các bác biết ngay có quy hoạch là không. Đấy. Nên nếu các bác là khi mà các bác thỏa thuận giữa đồng thừa kế về việc ai là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền đất, các bác đưa ra điều kiện, các bác
không bao giờ sợ là người ta sẽ bán hết đất cha ông tổ tiên đi. Đúng không ạ? Kể cả khi các bác làm di chúc cho con thế. Làm di chúc để lại cho con cháu đất cũng thế. Các bác cũng đưa ra điều kiện cho thằng lớn bao nhiêu mét, cho thằng bé bao nhiêu mét. Thằng lớn nhiều hơn thằng bé thì phải trích lại một cái phần bao nhiêu đấy để làm nơi thờ cúng tổ tiên chung. Đúng không ạ? Thì khi mà làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người ta sẽ ghi sử dụng chung vào mục đích thờ cúng. Không có bán được ạ. Đúng không ạ? Các bác không phải lo xa, miễn là các bác khi đi làm tặng cho hoặc là di chúc hoặc là thỏa thuận giữa các đồng thừa kế, các bác đưa ra điều kiện hợp lý, không trái quy định pháp luật là được. Đấy. Làm thế nào để nó hợp lý? Lại quay trở lại cái hình thức của di chúc. Thưa các bác, là chúng ta đang nói về cái hình thức di chúc là chúng ta tự viết tay, đúng không ạ? Nếu chúng ta không tự viết tay thì chúng ta có thể nhờ người đánh máy thẳng thớm và nhờ hai người làm chứng. Đấy. Hai người không liên quan gì đến việc thừa kế cả. Nghĩa là không nằm trong ba cái hàng thừa kế theo huyết thống. Đấy. Thưa các bác, làm chứng cho chúng ta. Thường thường là đối với những cái việc đất của chúng ta chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc là chúng ta muốn giữ bí mật về việc thừa kế thì chúng ta sẽ làm các loại di chúc này. Còn nếu như đất của chúng ta đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi thì chúng ta nên ra văn phòng công chứng để làm di chúc cho nó chắc chắn. Đấy. Hoặc là chúng ta làm cái di chúc, sau đó mang lên ủy ban dân xã phường nơi cư trú, nơi quản lý đất ý, để họ xác thực sự ký của chúng ta. Đấy, cũng là một cái hình thức làm di chúc có chứng thực. Thưa các bác, và các di chúc này nếu như chúng ta tuân thủ đúng quy định của pháp luật thì nó sẽ được công nhận là hợp pháp. Và khi mà có tranh chấp xảy ra mà di chúc được công nhận, đương nhiên là phải giải quyết theo di chúc, đúng không ạ? Ở đây có một số đối tượng sẽ không phụ thuộc vào di chúc. Thưa các bác, đó chính là người hàng thừa kế thứ nhất đấy ạ. Cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, chồng, vợ, con đẻ, con nuôi. Đấy. Con đẻ ở đây phải là con chưa thành niên ạ. Hoặc con đã thành niên nhưng không có khả năng lao động thì sẽ được hưởng 2/3 của một suất theo luật mà không phụ thuộc vào di chúc. Đấy, thưa các bác, 2/3 một suất theo luật ở đây người ta tính như nào ạ? Thưa các bác, là đến sinh viên đại học luật khi làm bài toán về chia thừa kế nhiều người ngọng lắm ạ. Không biết tính 2/3 một suất theo luật là bao nhiêu nữa luôn. Thưa các bác, chúng ta tính một suất theo luật chính là các đồng thừa kế cùng hàng thừa kế, đúng không ạ? Chia đều ra là được một suất theo luật. Và những người mà được định đoạt, không nghĩa là cái tài sản đã được định đoạt bằng di chúc rồi mà không đếm xỉa gì đến những người không phụ thuộc vào di chúc này này. Thì khi mà những người này người ta làm đơn khởi kiện ra tòa đòi chia thừa kế, ví dụ như chúng ta ở đây là người khiếm thị là một, người khuyết tật là hai, đấy, người đang được hưởng trợ cấp của nhà nước ấy ạ. Thưa các bác, mà chúng ta phát hiện ra là tài sản của bố mẹ của chúng ta ấy đã được định đoạt bằng di chúc hoặc tặng cho hết rồi, cho anh lớn anh bé hết rồi mà chúng ta chả được một cái gì cả. Thưa các bác, là các bác làm đơn khởi kiện ra tòa. Theo quy định của pháp luật về luật đất đai ấy, đối với tài sản là quyền sử dụng đất mà đã tặng cho, chuyển nhượng hết rồi ấy, thì sẽ không chia gì thừa kế. Nhưng thưa các bác, tặng cho, chuyển nhượng rồi vẫn lôi lại để chia thừa kế đối với những cái người mà không phụ thuộc vào di chúc này. Đấy, phát hiện ra là gì, đã tặng cho thừa kế cho các anh trai hết rồi, mình không được phần nào, làm đơn khởi kiện ra tòa. Thưa các bác, là được 2/3 một suất theo luật. Chia cho những cái người đương nhiên được hưởng, không phụ thuộc vào di chúc, sau đó mới chia tỷ lệ theo di chúc. Đấy, thưa các bác, tôi lấy ví dụ một cái trường hợp, tôi tư vấn cho một anh người khuyết tật ở Trương Mỹ ạ. Trường hợp này cực kỳ đặc biệt ạ. Thưa các bác, anh này được bố mẹ mang về nuôi từ lúc còn mới được 9 tháng tuổi. Ông bố, vợ chồng ông này thì đẻ toàn con gái, không con trai, nên xin ông hàng xóm một đứa con trai.
nhà anh này thì bố mẹ đẻ đông con quá, nhiều quá, xin anh này, cũng lại nhiều con trai nữa mà, thế là xin anh này về làm con nuôi. Sau một thời gian thì bố mẹ đẻ của anh này rời cái làng ấy đi xã khác ở, không ở đấy nữa. Thế anh này ở với gia đình này cho đến năm 17 tuổi thì anh bị tai nạn. Đấy, gánh đất gánh cát để đắp đường, đắp ao đấy ạ. Ngày xưa là lấn đất ao của nhà nước. Thế anh bị ngã, anh bị chấn thương cột sống. Thế là sự chữa chạy nó không đến nơi đến chốn. Sau đó anh bị ảnh hưởng cuộc sống, anh bị gù, thế anh thành người khuyết tật. Đấy, thưa bác, đến năm sau khi mà đã không lành lặn, trở thành người lành lặn được nữa, bố mẹ nuôi bắt đầu là hắt hủi. Đến hơn 20 tuổi thì đi kiếm cho một cô vợ, xong đuổi ra ở riêng. Hai vợ chồng là tự nuôi nhau, xây cái gian nhà lá 30 m², gian nhà lá 30 m². Đấy, thưa các bác, là cũng ở chính trên cái mảnh đất mà anh ấy lấn được đấy, đất vườn ạ. Nhưng mà lấn trước năm 93 nhà nước vẫn công nhận là đất ở ạ. Thưa các bác, theo quy định của luật đất đai, nhà nước vẫn công nhận là đất ở. Nhưng thưa các bác, là đến năm 2002, hai ông bà này đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ, tất cả thửa đất ông bà có. Sau đó là tách thửa và cho hết con gái, cho hết luôn, tách hết cho con gái, trừ lại đúng hơn 100 m, tôi nhớ không nhầm là hơn 100 m là vẫn đứng tên ông bố, chứ cũng không tách cho anh này đâu ạ. Anh này không có tên tuổi gì ạ. Thế sau đấy bà mẹ bà chết, mà suốt ngày mấy bà chị nuôi suốt ngày sang chành chọe đánh nhau cũng ghê gớm. Đấy, thưa các bác, là anh này anh bức xúc quá, anh mới đi tìm chúng tôi tư vấn. Bây giờ ông ấy cho hết rồi, tặng cho hết rồi. Ông tặng cho hết rồi thì đến lúc ông ấy chết còn gì mà chia thừa kế, đúng không ạ? Làm gì còn chia thừa kế nữa. Thưa các bác, là hơn 100 m đấy mà chia cho 5 người thì anh này còn được mấy chục mét ạ. Đấy, các bác lại chưa hiểu. Như tôi nói ở trên là gì ạ? Theo quy định của luật hôn nhân gia đình là cha mẹ phải kêu mang đến những cái người bị khuyết tật khiếm khuyết, đúng không ạ? Đấy. Thứ hai nữa là đối với những người này, theo quy định của luật dân sự thì sẽ được thừa kế, hưởng thừa kế, không phụ thuộc vào di chúc, 2/3 một suất theo luật, đúng không ạ? Ấy, thưa các bác, lúc mới đầu chúng tôi cũng như các bác thôi, mò kim đáy biển, và bây giờ tặng cho hết rồi, theo luật đất đai thì còn gì mà chi à? Đúng không ạ? Và sau khi đi mầy mò tìm rất nhiều văn bản luật, từ hôn nhân gia đình cho đến luật dân sự, thưa các bác, là làm cho anh một cái đơn khởi kiện ra tòa Trương Mỹ. Thưa các bác đòi được không ạ? Đấy. Thưa các bác, đối với những người khuyết tật như chúng ta là được nhà nước người ta bảo vệ đấy ạ. Có một số các điều luật mà người ta bảo vệ cái quyền lợi của chúng ta, bản thân chúng ta. Đấy, đấy, đối với quy định đây, những người không phụ thuộc vào di chúc sẽ được ở 2/3 một suất theo luật. Mặc dù định đoạt kiểu gì định đoạt vẫn phải trừ 2/3 một suất theo luật cho những người này, đúng không ạ? Và thưa các bác, là khi mà khởi kiện ra tòa rồi, mấy bà chị phải ngồi lại đấy ạ và hòa giải cho nốt cái phần 120 m mà ông bố đang đứng tên đấy ạ, chứ không phải là chia đều 120 m đâu, mà phải cho anh ấy 120 m đấy. Không thì banh tất ra, chia lấy 2/3 một suất theo luật, đúng không ạ? Mấy nghìn mét đất cơ mà, có thiệt hại không ạ? Nếu mà chia đều thế mà để lấy 2/3 một suất theo luật, anh còn được nhiều hơn, đúng không ạ? Thế thôi, đấy, còn từng ý đấy, thôi cho nốt, để đỡ phải hủy các cái giấy chứng nhận mà đã cấp cho mấy chị kia rồi, đúng không ạ? Thế thôi, anh này cũng đồng ý, thế làm biên bản hòa giải thành thỏa thuận đại tòa và rút đơn khởi kiện về. Thưa các bác, là cứ văn bản hòa giải và quyết định của tòa đấy mang ra đăng ký nhà đất là xin cấp giấy chứng nhận thôi ạ. Đúng không ạ? Theo quy định của nhà nước, điều 100 và 101 của luật đất đai 2013 đấy, là có văn bản quyết định của tòa là mang đi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thế thôi ạ, đơn giản đúng không ạ? Đấy. Đấy là thưa các bác, là tặng cho hết rồi đấy ạ.
chúng ta lại quay lại cái chia thừa kế. Có nhiều ví dụ hay lắm ạ, thưa các bác. Trong cái quá trình tôi nói thì sẽ có ví dụ để các bác hiểu luôn được vấn đề, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta không định đoạt bằng di chúc, có rất nhiều trường hợp khi đến tư vấn tôi là trường hợp nhà bác không cần phải làm di chúc. Các bác cứ thanh thản các bác đi. Tài sản để lại sau này con cháu các bác thích chia chia không chia chúng nó tự thỏa thuận. Đúng ạ. Các bác không phải đau đầu. Tại vì các bác không cần phải tính toán, đã có nhà nước người ta chia hộ. Ai cũng được như ai, lúc đấy công bằng chả phải thiên vị ai. Đấy, thưa các bác, chia theo di chúc thì định đoạt theo di chúc, còn không cần di chúc nữa thì định đoạt theo pháp luật ạ. À, pháp luật người ta cũng vẫn công bằng mà, vẫn bảo đảm quyền lợi của các con, của các đồng thừa kế, con trai như con gái. Thưa các bác, có một cái nghịch lý là ngày xưa ấy, khi mà Việt Nam chúng ta theo cái thời, vẫn theo cái cổ hủ phong kiến, trọng nam khinh nữ, đúng không ạ? Có những khu vực là không bao giờ chia đất cho con gái ạ, tuyệt đối luôn. Đừng có bao giờ mà về đòi chia đất cho con gái. Con gái về đòi đất, không có đâu ạ. Ăn đòn ngay, đúng không ạ? Chưa cần biết là ra ủy ban hay ra tòa, cứ về mở mồm đòi đất là ăn đòn luôn. Đấy, thưa các bác. Nhưng nhiều người người ta hiểu biết, thông minh chứ ạ. Có những người anh ý, khi mà được toàn bộ đất cát của bố mẹ rồi lại không chí thú làm ăn, bán hết bán sạch thì còn lấy chỗ nào để mà thờ cúng, đúng không ạ? Người ta về người ta đòi đi ạ. Cũng như tôi có một trường hợp ở Cổ Bi, bây giờ mấy bà có độc một cậu em trai thôi, làm nơi thờ cúng đất rộng lắm, 2-3 mảnh. Cái đất nơi thờ cúng thì bây giờ ông rào rộng lại ông cho thuê. Thế lấy chỗ nào để các bà vào thờ cúng, đúng không ạ? Thế là bà làm đơn khởi kiện, đã khuyên nhủ hai bên là cam kết rồi, ông đồng ý lại mở cửa cho vào thờ cúng rồi. Thế xong đầu năm nay lại thấy dục dịch, lại làm đơn kiện lại, vì ông cho thuê mất chỗ ấy rồi, ông ấy rào rộng hết rồi, ông ấy giao bán nữa. Ấy, thưa các bác, nhiều người cũng bức xúc, đúng không ạ? Có cái nơi để về gọi là nơi chôn rau cắt rốn, về thờ cúng bố mẹ, đúng không? Các bà bảo là cứ để chúng tôi vào thờ cúng, khi nào chúng tôi chết đi rồi thì ông thích làm gì ông làm, ông bán được, nhưng tôi còn sống tôi phải thờ bố mẹ tôi, đúng không ạ? Nó khó ở cái chỗ đấy. Nên là nhiều bà vác đơn đi kiện, người ta không cần đất đâu, người ta chỉ cần cái chỗ cúng thôi, thờ thôi. Khổ không ạ? Nhiều gia đình rất là phức tạp vậy, thưa các bác. Cứ kiện đi rồi kiện lại, rút đơn rồi lại kiện. Đấy. Có nhiều bà còn đi kiện xong rồi đòi chia đất nhà thờ. Bà chị dâu trưởng, bà ấy cũng là người ta gọi là tâm cơ. Các bà này vừa vác đơn đi kiện cái bà gọi thợ về sơn son thiếp vàng hết toàn bộ nhà thờ. Thưa các bác, xây sửa lại, tân trang lại hết toàn bộ cái nhà thờ. Mà không cần hai cái bà con gái kia đóng góp một xu nào luôn. Thưa các bác, xong đến lúc tòa án chia cấp hai, ví dụ cái nhà là nhà 5 gian, đúng không ạ? Thì ông anh trưởng được 3 gian. Còn hai bà kia mỗi bà 1 gian. Thưa các bác, có cắt ra mà lấy được không ạ? Vĩnh viễn không bao giờ cắt nhà thờ ra mà lấy được, đúng không ạ? Mà các bà có về đấy thờ cúng riêng không thờ cúng được, đúng không ạ? Đấy, thưa các bác, là khó ở chỗ đấy. Mặc dù đi kiện rồi, được rồi, nhưng không bao giờ có thể đòi được, không bao giờ lấy được ra. Vẫn cứ phải vào quỵ lụy cái ông anh dài, đúng không ạ? Thế nên vì sao ạ? Cái nhà thờ 5 gian, bà không thể tách riêng 2 gian ra, bà làm cái nhà thờ riêng được, đặt bàn thờ riêng được, đúng không ạ? Nó khó ở chỗ đấy. Thưa các bác, mà tôi nghe cái vụ này tôi thấy là bà chị dâu là bà quá đáo để. Rất thông minh mà đáo để, thưa các bác. Nhưng hai cái bà cô
nhà chồng kia thì thiếu, quá thiếu hiểu biết, quá thiếu hiểu biết, quá thiếu cách cư xử, nó quá thiếu. Đấy, thưa các bác, ở đây là gì? Chúng ta chỉ có thiếu mỗi cái lời ăn tiếng nói với nhau thôi, đúng không ạ? Nó đi quá đà đi là sẽ chuyển thành mâu thuẫn và tranh chấp. Nếu như mỗi người rút bớt đi một lời thì nó lại không thành vấn đề. Đấy. Thưa các bác, là thừa kế theo pháp luật thì nó có 3 hàng thừa kế. Hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Thưa các bác, nó có một cái điểm hoàn toàn mới so với cái luật 205 quy định. Đó là, các bác có thấy lạ không ạ? Đó là cha nuôi, mẹ nuôi, đúng không ạ? Con nuôi cũng ở trong hàng thừa kế thứ nhất. Vậy như thế nào là nuôi thì mới được hưởng thừa kế của nhau ạ? Thưa bác, cứ tên là nuôi là được không ạ? Đúng không ạ? Ví dụ như các bác bây giờ xin con nuôi, các bác ra bệnh viện này, các bác phải sắp số này, đủ điều kiện nhận nuôi mới được nhận, đúng không ạ? Mang đầy đủ giấy tờ bệnh viện về rồi, đăng ký con nuôi tại Ủy ban dân phường nơi cư trú, đúng không ạ? Chứ không phải đơn giản như ngày xưa xin con nuôi cứ mang về là xong. À, bây giờ con nuôi là phải được sự xác nhận của Ủy ban dân cấp phường xã, có giấy chứng nhận đàng hoàng này ạ. Nhưng thưa các bác, là ngày xưa nuôi con nuôi làm gì có giấy tờ gì. Đấy, có nhiều người còn thiếu, nghĩa là muộn con ý, còn đi xin con nuôi, đúng không ạ? Đến nhà người bạn thấy con xinh quá, đẹp quá, bảo cho tôi nhận con nuôi, hay là cũng làm mâm cơm thắp lên bàn thờ cho nhận nuôi con nuôi. Thưa các bác, đấy có phải là con nuôi không ạ? Đấy, ở đây chúng ta lại nói cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi phải là nuôi thực tế nhé. Nuôi thực tế là gì ạ? Các bác phải chứng minh được là mình có nuôi thực tế như con đẻ, nuôi từ lúc còn nhỏ, có đăng ký hộ khẩu, giấy khai sinh cho con nuôi. Đấy, nuôi con, nuôi như con đẻ thì mới được. Tôi lấy ví dụ như cái anh khuyết tật ở Trương Mỹ vừa rồi đấy ạ, đúng không ạ? Anh được nuôi từ năm 9 tuổi. Khi mà nảy sinh ra tranh chấp với các chị nuôi ý, các bà bảo là mày phải con đẻ của bố tao đâu mà được thừa kế, đúng không ạ? Có phải con đẻ đâu mà được thừa kế mà đi đòi hỏi. Đấy, nhưng thưa các bác, theo quy định của luật là gì? Anh này mặc dù là nuôi con nuôi lại không có giấy tờ gì chứng minh về việc nuôi con nuôi cả, đúng không ạ? Làm gì có giấy tờ gì? Nhưng anh ấy chứng minh được, chúng tôi đã chứng minh được ấy, cho anh ấy là nuôi con nuôi thực tế và anh được quyền được hưởng theo quy định của pháp luật, luật thừa kế, dân sự thừa kế. Thưa các bác, đó là gì ạ? Anh này được bố mẹ nuôi từ năm 9 tháng tuổi này, nhập hộ khẩu về cùng ông bà này, ở cùng ông bà trên cái đất này, giấy khai sinh của anh này đứng tên bố mẹ là hai ông bà này này, đúng không ạ? Sau này đi học cũng vẫn tên bố tên mẹ học luôn, ở luôn tại nhà ông bà này này. Các bác, đấy chính là những cái bằng chứng để chứng minh là nuôi thực tế ạ. Đấy, và đối với những trường hợp như vậy, con nuôi được hưởng thừa kế của cha nuôi, mẹ nuôi. Và ngược lại, nếu như con nuôi có tài sản mà chết trước cha nuôi, mẹ nuôi thì cha nuôi, mẹ nuôi cũng được hưởng thừa kế của con nuôi. Vì sao ạ? Vì nuôi như con đẻ đương nhiên phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau, thì đương nhiên cũng phải được hưởng quyền và lợi ích giống nhau, đúng không ạ? Như con đẻ khác gì đâu ạ. Nuôi như nuôi con đẻ thì đương nhiên cũng phải được hưởng thừa kế như của con đẻ mình. Đấy, thưa các bác, nếu như hàng thừa kế thứ nhất không còn ai nữa, không còn ai nhá, các bác phải lưu ý là hàng thừa kế thứ nhất không còn ai nữa, lúc đó mới chuyển sang hàng thừa kế thứ hai. Hàng thừa kế thứ hai gồm ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết, cháu ruột của người chết, mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Đấy, thưa các bác, đến hàng thừa kế thứ hai này cũng không còn ai cả. Thứ nhất, thứ hai không còn ai cả thì sẽ chuyển sang hàng thừa kế thứ ba, là gồm cụ nội, cụ ngoại,
của người chết, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết, cháu ruột của người chết. Mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, chắt ruột của người chết. Đấy. Thưa các bác là ba hàng thừa kế này không còn ai cả. Thì thưa các bác là tài sản, di sản chuyển về đâu ạ? Đấy, đúng rồi ạ. Lúc đó tài sản, di sản này sẽ thuộc về nhà nước quản lý ạ. Nhà nước là cái nơi quản lý tài sản đó, là Ủy ban dân xã phường nơi quản lý đấy ạ. Sẽ là người quản lý cái tài sản này. Thưa các bác, ở đây là tôi xin kể cho bác một câu chuyện như này để các bác nắm rõ hơn này. Ngày trước là ở cạnh nhà tôi ấy, có một bà cụ. Bà cụ này lấy chồng ở trong làng nhà tôi thì lấy ông chồng là bị tâm thần. Sau đó là đẻ ra một người con cũng bị tâm thần. Sau đó ông chồng mất, con thì đi ra sông nên là cũng chết. Ngoài sông mất xác luôn. Còn mỗi một mình cụ, cụ sống ở trên cái mảnh đất phải tầm gần 400 mét. Ngày xưa thì đất cát nó không có giá trị gì, đúng không ạ? Thế các bác, thế cụ ở một mình. Cụ ở một mình thì có hai người cháu bên nhà chồng, hai người cháu gái bên nhà chồng. Thì hàng xóm láng giềng bên đây mới đặt vấn đề là hai bà này đến nuôi cụ đi, sau này cụ để thừa kế cho. Hai bà này thì đương nhiên là cụ không còn chồng con, hàng thừa kế thứ nhất không còn ai, đúng không ạ? Chuyển thành hàng thừa kế thứ hai, anh ruột, chị ruột, em ruột chẳng còn ai, đúng không ạ? Hàng thừa kế thứ ba là đến cháu đây này. Đấy, thưa các bác, nhưng hai bà này bà trả lời như này: bản thân tôi còn chẳng nuôi được tôi, nuôi làm sao được bà? Không nuôi ạ. Thế ông hàng xóm, ông mới thương tình cụ. Mỗi ngày cụ mang cho cụ ba bát cơm, ba bữa cơm. Thế cụ ốm thì đưa cụ đi viện. Sau đó là cụ làm một cái di chúc. Cụ để lại toàn bộ tài sản cho cái anh này. Đấy, thưa các bác, sau khi cụ mất thì anh này cũng đứng ra làm ma chay cho cụ ấy. Người ta nghĩa là nuôi cụ như là con rồi còn gì ạ, đúng không ạ? Nhưng ông này vẫn là người dưng ạ, có phải con đâu, có phải cháu đâu, chả là gì cả. Nhưng cụ làm cái di chúc lại cho anh này. Sau khi cụ mất rồi, ông bắt đầu chia lô ra, ông bán, đúng không ạ? Ông bán được hai lô rồi thì hai cô cháu gái kia mới phát hiện ra: ô, đất của bên nhà tao, của bà cô tao, bà thím tao, sao anh lại bán? Di chúc để lại cho tôi hết rồi, tôi chuyển quyền sử dụng đất sang tên tôi hết rồi, thế bây giờ đi kiện đi. Thưa các bác là có kiện được không ạ? Thưa các bác là có kiện được không ạ? Hàng thừa kế của bà cụ thứ nhất, thứ hai chả có ai hết. Có mỗi hàng thừa kế thứ ba là còn hai bà này. Nhưng ở đây chúng ta đang nói là gì? Di chúc ạ. Bà cụ trước khi chết, bà cụ có để lại cái di chúc toàn bộ tài sản cho anh này. Vì anh này có công chăm sóc nuôi dưỡng cụ ấy trước khi cụ ấy chết. Đấy, lúc cụ về già cụ không thể làm được gì cả, không kiếm được ăn, cũng không tự lo cho bản thân mình được, thì nhờ có vợ chồng anh này mà cụ sống nốt được cái cuộc đời cuối cùng, đúng không ạ? Cụ làm cái di chúc để lại cho anh này. Thưa các bác là có đi kiện được không ạ? Khó lắm ạ, không kiện được đâu. Đấy, thưa các bác là tôi còn một cái trường hợp như này nữa ạ. Có một cái bà cụ này cũng ở trong cái làng ấy. Cụ có một cái thửa đất 5% là đất ruộng. Đất ruộng nhưng nó lại ở ngay đầu làng, cái đường cái to nó đi qua. Đấy, nhưng lúc đó thì cái đường cái to nó chưa mở, vẫn là cái đường làng thôi, nhưng nó ở đầu làng. Cụ có một cái thửa đất ruộng ở đấy. Còn đất ở thì cụ chia cho con gái, con trai hết rồi. Còn mỗi một mẩu con thôi là cụ đang ở. Thưa các bác là nhìn nhà cụ thương lắm. Cụ xây đúng một cái chỗ để cụ trú mưa, bé như là cái chỗ để cho cái hòm hậu quản cụ vào. Nó bé y như thế, là có độc 2 mét với 1 mét vuông ấy.
đúng một cái chỗ bé tẹo như thế để cụ chui vào. Con trai ở bên cạnh chả ngó ngàng gì đến mẹ, con gái ở bên cạnh chả ngó ngàng. Ai người ta hỏi là sao không để mắt đến cụ ấy, mà chúng tôi nghèo quá, chúng tôi chả lo nổi thân chúng tôi, lo sao cho mẹ tôi. Nói nghe vô lý đúng không ạ? Nhưng mà đúng là sinh ra những người con như vậy, người ta gọi là gì ạ? Nghịch tử ạ, đúng không ạ? Quá bất hiếu. Ông con thì hai ba vợ chứ không phải là một vợ đâu ạ. Mà ngay sát vách thì đất của cụ chia luôn mà. Chia luôn cho các con, cứ chiếm trẻ ở thôi. Con gái cũng được mảnh, con trai cũng được mảnh. Thế sau đó là cụ cứ lùi thủi ở một mình ý. Cụ ở một mình, sau đó thì cái bà đấy là, cái cô đấy là chủ tịch hội phụ nữ của xã. Cụ ở gần đấy, cũng cách một hai nhà là đến. Thì cô mới thấy hoàn cảnh của cụ quá. Thế cô mới đến cô chăm sóc. Những lúc trái nắng trở trời cụ không tự nấu ăn được, đúng không ạ? Ốm đau bệnh tật không người đưa đi viện. Đấy thưa các bác. Thế là cái cô này, cô đến cô cứ hàng ngày cô hỏi han xem cơm nước như nào, chưa có cô lại nấu. Rồi ốm đau cô đưa đi viện. Thế coi như là cụ này cụ chán các con rồi, cũng không thể đếm xỉa được nữa. Mà tôi chưa từng thấy cảnh là có những cụ già sống khổ như vậy. Cụ không có con cũng như cụ có con mà sao phải vất vả khổ thế ạ? Đấy thưa các bác. Thế cuối cùng là cụ còn mỗi cái mảnh đất ruộng. Cụ cũng làm di chúc. Cụ ý làm luôn cái giấy tặng cho ấy ạ. Mang ra Ủy ban Nhân dân xã xác nhận luôn là tặng cho cái cô này luôn cái thửa đất ruộng ấy. Đất 5% đất ruộng. Đấy thưa các bác. Thế sau đấy là cụ mất. Cụ mất lúc đấy cái bà con dâu ạ, bà mới sồn sồn lên, bà nhảy lên vào đất của mẹ bà ấy. Sao mà bà này lại nhảy vào được? Đấy bà không, cô này cô không, thế bà làm tặng cho tôi rồi, canh các chị cháo quyền gì cả. Bà bảo không, đất này là của mẹ tôi, của bố mẹ chồng tôi phải đòi. Thế làm đơn ra tòa khởi kiện. Thưa các bác là có kiện được không ạ? Kiện làm sao được ạ? Thưa các bác đúng không ạ? Mà thưa các bác là cái vụ này mà có ra tòa thì muối mặt ai ạ? Xấu mặt ai ạ? Đấy thưa các bác khó đúng không ạ? Nhưng cái bà chủ tịch hội phụ nữ kia bây giờ thì bà về hưu rồi. Lúc đấy bà đương chức. Bà cũng bức xúc lắm ạ. Nay nó đến nó chửi, mai đến nó chửi, nó bảo là đất mẹ nó tự ý lấy, đúng không ạ? Thế bà mới đến, bà mới hỏi tôi tư vấn. Tôi bảo, bà cứ vô tư đi, cứ để họ kiện. Cứ để họ kiện, vấn đề gì đâu, đúng không ạ? Cứ đưa ra pháp luật, phải trái trắng đen nó rõ ràng hết. Chả có ảnh hưởng gì, lo gì. Thế cuối cùng là nhà kia không dám kiện nữa, thưa các bác, không dám kiện, nó cũng đi tư vấn luật sư ạ. Tư vấn luật sư coi như xong rồi, chả giải quyết được vấn đề gì. Đấy, thưa các bác là cuộc sống chúng ta không phải ai cũng suôn sẻ, đúng không ạ? Mỗi nhà mỗi cảnh. Có một bà cụ ở Bát Tràng ạ, bà cụ ấy thì ông chồng mất rồi, lúc ông chồng còn sống ấy, ông ấy đi làm cái tặng cho. Ông đi làm tặng cho riêng một mình ông thôi. Đất thì ngày xưa thưa các bác, đất các cụ cho, nhưng mà làm sổ sổ hộ, đúng không ạ? Hay sau đấy là ông ấy làm giấy tờ, ông ấy sang tên hết cho con trai, xong ông chết. Còn lại bà cụ ấy, thưa các bác là nhà rất là khá giả, Bát Tràng, thưa các bác là toàn làm còn lò nung gốm ấy ạ, đúng không ạ? Nhà bà có mấy khu đất cho người ta thuê để làm lò nung gốm. Đấy, giàu có lắm ạ. Thế nhưng con trai thì lại ngược đãi mẹ. Suốt ngày chửi bới đánh đập mẹ mình. Đấy, thưa các bác đau lòng không ạ? Khi mà đến tư vấn tôi, bà kể, bà khóc. Bà bảo bây giờ làm thế nào để tôi lấy lại được nhà và đất. Bà thôi bây giờ chỉ về khuyên con mình thôi. Tại có mỗi một đứa con trai thì trước sau thì cụ chết thì cũng vẫn để lại cho nó, đúng không ạ?
Nhưng bây giờ về phải dọa. Dọa là gì ạ? Tao làm đơn hủy giấy chứng nhận cấp cho mày. Đúng không ạ? Vì sao ạ? Lý do vì sao ạ? Ngày xưa bố mày cho mày, tao có ký đâu. Đúng không ạ? Tài sản riêng của vợ chồng ạ. Tài sản riêng của vợ chồng ngày xưa chỉ một mình ông bố cho thôi. Ông bố ký thôi. Mà ngày xưa chính quyền làm giỏi, chỉ có một mình ông bố ký thôi vẫn cho. Nhiều trường hợp lắm ạ. Đấy. Thưa các bác, bây giờ chỉ về dọa. Mày mà còn ngược đãi, mày còn nọ kia nữa, tao làm đơn hủy. Tại ngày xưa có ký đâu. Đấy. Có một trường hợp nữa, thưa các bác, cũng như thế này ạ. Cũng ông bố làm tách thửa cho con trai lớn, con trai bé. Bà mẹ thì ở với con trai lớn. Cái thửa đất đấy thì tách ra một mảnh con, lấy cái lối đi chung cho anh con trai bé từ trong đi ra. Diện tích của đứa con thứ này thì lại nhiều hơn đứa con trưởng. Thưa các bác, xong sau đấy là Châu Quỳ, người ta mấy giờ, bây giờ mở rộng đường rất nhiều đúng không ạ? Đường to tướng đi qua đất. Hai nhà đều trổ đường, trổ cổng đi ra cái đường to ấy. Thì anh con trai lớn này muốn lấy lại cái phần đất mà anh phải bỏ ra làm lối đi chung. Đây có cần thiết lối đi chung nữa đâu ạ. Đúng không ạ? Nhưng anh con trai bé nhất quyết không đồng ý. Thưa các bác, nhất quyết không đồng ý. Nay kiếm cớ gây sự, mai kiếm cớ gây sự. Mà bà mẹ thì vẫn ở với anh con trai trưởng. Mà không thể nói được con. Thưa các bác, nó cứ nay nó sang nó chửi bới, mai nó sang nó chửi bới. Thế xong rồi con dâu còn bà mẹ chồng này chứ. À, đất bây giờ đứng tên tôi rồi, tôi thích làm gì tôi làm nhé, bà chả có quyền nữa. Các bác có láo không ạ? Thế thưa các bác là ông con trai trưởng này về đến tư vấn tôi bảo tại sao bà còn sống mà bà vẫn không làm chủ được. Bây giờ mời luôn cả bà đến đây. Thế là tôi làm cho một cái giấy. Thưa các bác là viết tay thôi ạ. Và mang về chìa cho nó nhòm. Bây giờ làm một cái đơn gửi ra văn phòng đăng ký nhà đất đề nghị hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho nhà cái anh con thứ. Chỉ hủy cái giấy thôi, không hủy giấy nào khác. Lý do vì sao ạ? Vì ngày xưa chồng tôi tự ý cho nó mà không được quyền đồng ý của tôi. Tôi đã ký đâu. Đúng không ạ? Tôi không ký. Mà tôi không đề nghị hủy hết. Tôi chỉ hủy cái đấy, giấy chứng nhận cấp cho cái thằng ấy thôi. Đấy, thưa các bác, viết một cái giấy như thế, mang về chìa mặt cho nó đọc. Mà thưa các bác là cái anh con trai thứ này có bà vợ thì cũng có người nhà làm ủy ban xã đấy ạ, nó mới hoang hoang thế ạ. Thưa các bác là mang về đọc xong là sang xin lỗi rối rít. Đấy, về mới hỏi anh con trai trưởng thế nào, đã yên chưa, xong chưa, ổn chưa? Ổn rồi chị ạ, nó ký cho em là được cái lối đi rồi, vào sổ nhà em rồi, không ho e hóc hách gì nữa. Ở đấy thấy chưa, phải có cái cách để răn đe đúng không ạ, cứ làm ông tướng. Thế mang về cho nó đọc rồi thì nó ý kiến gì không? Ô, nó sợ quá chị ạ. Thế nó sang nó xin lỗi rối rít, thôi mẹ con xin lỗi, mẹ con sai rồi. Mẹ đừng làm đơn từ hủy sổ của con. Thưa bác, vì sao ạ? Vì chưa hiểu ra được cái vị trí của mình ở đâu thôi. Đúng không ạ? Làm con nhưng mà vượt quyền bố mẹ, xong lại làm quá, vượt cả anh trai, cứ bắt nạt người ngay với người lành. Đúng không ạ? Thưa bác là phải có biện pháp trừng trị ngay ạ. Chỉ cần dọa nhẹ thôi ạ, không cần phải mạnh tay là làm đơn để xin hủy thật. Làm đơn xin hủy thật thì thôi khỏi. Đúng không ạ? Ở đây có một cái quy định rất là mới của luật dân sự 2015. Đó là quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ. Quan hệ thừa kế giữa con riêng với bố dượng và mẹ kế. Đấy, thưa các bác, như tôi phân tích trên là con nuôi với bố nuôi, mẹ nuôi cũng vậy. Mà con riêng của vợ hoặc chồng với bố dượng mẹ kế cũng vậy, phải là có mối quan hệ nuôi dưỡng như con đẻ. Đúng không ạ? Nhiều nhà bây giờ người ta nói là gì, bố dượng nuôi con riêng của vợ nuôi để làm gì ạ? Đấy, thưa các bác, khó đúng không ạ? Nuôi đối với con riêng của vợ hoặc chồng phải là những đứa con mà nó chưa đủ 14 tuổi ạ. Nó vẫn gọi là trẻ con đúng không ạ? Đấy.
Chứ còn nó đã trên 15 tuổi rồi, nó chả cần phải nuôi dưỡng như con đẻ. Đấy, lúc đấy nó tự kiếm sống rồi. Nhưng nuôi những cái đứa con đỏ hỏn ấy, nuôi như con đẻ thì sẽ được thừa kế của con riêng hoặc là của bố dượng mẹ kế. Việc thừa kế trong trường hợp vợ chồng đã chia tài sản chung, đang ly hôn, đã kết hôn với người khác. Đấy, thưa các bác, cái này hay cực kỳ và rất phức tạp. Rất phức tạp trong cái mối quan hệ của vợ chồng. Như tôi đã nói lúc trước là gì ạ? Để được công nhận là hôn nhân hợp pháp lại phải có đủ điều kiện theo quy định pháp luật, đúng không ạ? Thì mới được thừa kế của nhau. Thưa các bác, là trong một trường hợp như này ạ, hai vợ chồng đã ly thân rồi, đưa nhau ra tòa ly hôn. Trong quá trình giải quyết của tòa thì ông chồng tự nhiên ông đột quỵ ông chết, mà ông này ông là tổng giám đốc, tài sản ông rất nhiều luôn. Thưa các bác, là bà vợ có được thừa kế không ạ? Đang ly hôn rồi ạ, đang trong quá trình giải quyết của tòa thì có được hưởng thừa kế của chồng không ạ? Người thì bảo có, người thì bảo không, đúng không ạ? Thưa các bác, thì lại phải giải thích cho các bác là như này ạ. Lúc đó vẫn đang trong quá trình là gì ạ? Mối quan hệ hôn nhân ạ. Và chưa chấm dứt mối quan hệ này. Mối quan hệ hôn nhân này được chấm dứt khi có quyết định tuyên bố của tòa, đúng không ạ? Đấy, lúc đó khi mà đã có quyết định của tòa hoặc đã có biên bản thỏa thuận mà được công nhận của tòa, đấy, bản án hoặc quyết định của tòa có hiệu lực pháp luật thì lúc đó mới chấm dứt hôn nhân ạ. Mà lúc đó chấm dứt hôn nhân thì mối quan hệ tồn tại hôn nhân mới không còn, đúng không ạ? Và lúc đấy là không được thừa hưởng tài sản của nhau nữa. Nhưng trong quá trình giải quyết ly hôn mà chưa có bản án quyết định, một bên tự nhiên chết thì đương nhiên bên kia vẫn được quyền hưởng ạ. Đúng không ạ? Thưa các bác, là bây giờ có nhiều trường hợp trẻ con nó lấy nhau ấy, nó có đăng ký kết hôn đâu, đúng không ạ? Nó chả đăng ký kết hôn gì hết, xong sau đấy là nó bỏ tự nhiên đấy ạ. Trong trường hợp này mà bố cái đứa trẻ nó được thừa kế thì đương nhiên là phải về đòi, nhưng không phải là đòi cho vợ đâu ạ, mà đòi cho con, đúng không ạ? Nhưng nếu như có đăng ký kết hôn thì đương nhiên người vợ cũng được đòi, đúng không ạ? Được quyền, được hưởng. Và thưa các bác, là để mà xác định hôn nhân thực tế thì sau năm 86 là không còn hôn nhân thực tế nữa. Cứ sống chung như vợ chồng vẫn không được công nhận hôn nhân thực tế đâu. Nhưng trước năm 86 ấy, là nhà nước chỉ khuyến khích đi đăng ký kết hôn thôi, chứ không nhất thiết phải đăng ký kết hôn. Do đó là nhiều cặp vợ chồng không đăng ký kết hôn nhưng vẫn được công nhận là hôn nhân hợp pháp. Đấy, thưa các bác, nhiều bác là khi mà có cái tài sản ấy, xong sau đấy là vợ chồng bỏ nhau ấy, tự động là mang cái tài sản ấy mang chuyển dịch. Nghĩa là mang bán mình đi. Xong nói rằng là ơi, cái bà ấy tôi có đăng ký kết hôn đâu. Lấy nhau trước năm 86, ở với nhau, tạo lập được một cái mảnh đất. Xong sau đấy là không ở với nhau nữa, nó tự động bỏ đi thôi. Thì ông vẫn ở lại đấy. Thế phụ nữ chúng tôi thì người hay nghĩ là gì ạ? Của chồng là chính, đúng không ạ? Của chồng là chính, có ra đi thì ra đi tay không. Để lại cho con chứ ít khi là vơ vén để mà đi theo mình, để lại cho chồng cho con. Thế nhưng người chồng lại nghĩ là gì? Ôi, tài sản ấy tao làm ra là chính chứ. Thế, đúng không ạ? Vợ làm gì đâu, vợ ở nhà chỉ trông con thôi mà. Con làm gì ra đâu, tiền tôi bỏ ra là chính. Nhưng thưa các bác, là theo quy định luật hôn nhân gia đình ý, người phụ nữ làm nội trợ trong gia đình cũng được tính là người làm ra tiền. Đấy, thưa các bác, không có hậu phương vững chắc thì làm sao mà người kia đi kiếm được tiền, đúng không ạ? Đấy, và khi mà khối tài sản được tạo lập ra ấy, đương nhiên là phải có công sức đóng góp của hậu phương ạ, của chồng công vợ, đúng không ạ?
và đương nhiên nó chuyển thành tài sản chung. Thưa các bác, không thể nghĩ là có một mình tôi làm thôi, tiền của tôi bỏ ra đấy, bà có kiếm ra đồng nào đâu mà bà đòi nhận vào đấy, đúng không ạ? Nhưng người phụ nữ khi mà ở với vợ chồng con mà cơm không lành canh không ngọt ra đi vẫn nghĩ đấy là của ông ý, tôi không có công gì đâu, đúng không ạ? Để lại hết. Thế sau ông chồng tự mang cái tài sản đi chuyển nhượng bán, lấy tiền đi cưới vợ khác, đúng không ạ? Thế bà vợ chịu thiệt chả biết gì. Đấy, thưa các bác, có nhiều bà vợ là khi mà đề nghị ly hôn chồng ấy, bản thân bà ấy không biết là tài sản có những cái gì. Đấy, tài sản có những cái gì để mà đòi hỏi chia, có biết không ạ? Chồng đi làm ở ngoài kiếm tiền về, tiền chính thì nó đưa cho mình, còn tiền lậu nó giấu đi, đúng không ạ? Mua đất, mua nhà riêng cho bồ bên ngoài, vợ ở nhà chả biết gì giật. Đến lúc phát hiện ra, bà vợ phát hiện ra ấy, là ông chồng có bồ nhí ở ngoài rồi, khuyên không được, bảo không xong. À, lúc đấy mới bắt đầu đi điều tra, à đây tiền bỏ ra mua đất mua nhà cho bồ ở, đúng không ạ? Xong đến lúc không khuyên được chồng quay về nữa thì đề nghị là ra tòa để ly hôn. Thưa các bác, là tôi có một cái trường hợp này, anh công an ở quận Long Biên này, anh tư vấn cho chị anh ấy. Anh ấy hỏi như này này, bây giờ chồng của chị ấy thì bây giờ có bồ ở ngoài rồi, mua nhà mua đất cho bồ ở ngoài rồi, bây giờ không khuyên được nữa thì bây giờ ly hôn. Ly hôn thì làm nào? Đấy, tôi hỏi ơ ly hôn là phải lôi hết cả nhà cả đất về chia chứ. Bà không, tiền ông ấy bỏ ra ông ấy mua đấy, chứ không phải tiền của chị đâu. Ô, thế tiền của chồng có phải công vợ ông ạ? Đúng không ạ? Tiền của chồng tạo lập được trong thời kỳ hôn nhân vẫn là của hai vợ chồng, đúng không ạ? Chả có lý do gì tiền ông làm ra ông lại đi nuôi bồ của ông ở ngoài mà ông không nuôi tôi, đúng không ạ? Tôi phải có một nửa ở trong đấy. Vậy thì làm thế nào để biết được có những cái tài sản gì ạ? Đấy, chồng đi dầm dúi bên ngoài, tài sản lậu thì nhiều hơn là tài sản chính ấy. Thế thưa các bác, là làm nào để biết được? Đấy, còn tài khoản trong ngân hàng cơ, đây là bất động sản, nó sờ sờ thì còn đi điều tra được, đúng không ạ? Thế còn tài khoản ở trong ngân hàng cơ. Đấy, thưa các bác, thì tôi còn nói là làm đơn ra tòa đi, đề nghị tòa xác minh số tài, tên tuổi như này, có những tài khoản nào ở trong ngân hàng ấy, đòi chia tất ra, đúng không ạ? Nhà đất đứng tên, đấy, có những cái gì, đề nghị chia nửa, thế thôi. Đòi chia nửa thì thưa ba các bác là nhiều ông quay về ngay ấy, đúng không ạ? Cứ đòi chia nửa là đòi, quay về ngay. Còn nhiều ông mà không, bà vợ lại cứ bảo không, tài sản đấy chồng tôi tự làm, như tôi ở nhà tôi nội trợ, tôi làm được gì đâu, tôi không kiếm ra tiền, nên tài sản của ông y tất. Thưa các bác, là có thiệt không ạ? Tự nhiên mình lại đưa mình vào cái thế khó, đúng không ạ? Ông làm ra một đồng thì một nửa cái đồng ấy cũng là của tôi, nên là đòi chia nửa luôn đi ạ. Các bác, nửa người cũng chơi. Thưa các bác, cũng trong cái trường hợp mà đã kết hôn với người khác vẫn có thể là được thừa kế của nhau đấy ạ. Ví dụ như nào ạ? Thưa các bác, trong cái trường hợp mà người vợ đã đi kết hôn người khác rồi nhưng không có đăng ký kết hôn, hoặc đi lấy người khác rồi có đăng ký kết hôn nhưng trước khi đi lấy người khác thì ông chồng chết rồi, đúng không ạ? Sau đó mới bắt đầu chia di sản thừa kế của ông ấy, vẫn đi đòi về như bình thường. Thưa bác, là ví dụ như cái trường hợp mà hai vợ chồng lấy nhau ấy, hai vợ chồng lấy nhau thì anh này được bố mẹ cho một mảnh đất, sau đó bố mẹ anh này chết, bố mẹ anh này chết rồi thì hai vợ chồng mới bắt đầu ly hôn, đúng không ạ? Ly hôn thì chị này đi kết hôn với người khác, không có con. Sau đó là gia đình nhà chồng, anh chị em nhà chồng mới bắt đầu mở thừa kế, chia thừa kế. Thì thưa các bác, xác định thời điểm mở thừa kế là lúc nào ạ? Là lúc bố mẹ chồng mất, đúng không ạ?
Thời điểm mở thừa kế là lúc bố mẹ chồng mất. Bố mẹ chồng mất thì anh chồng vẫn còn sống. Hôn nhân của hai vợ chồng vẫn đang tồn tại vào thời điểm đó. Đúng không ạ? Lúc đó là anh chồng được hưởng thừa kế rồi ạ. Sau đó là anh chồng anh chết. Anh chồng anh chết. Thì đương nhiên cái phần thừa kế mà anh được hưởng của bố mẹ là phải chuyển cho cô này. Đúng không ạ? Cô này lại là người thừa kế duy nhất của anh ấy thôi, bố mẹ chết rồi. Đấy, thưa các bác, là kể cả đã kết hôn với người khác rồi nhưng vẫn có thể quay về để đòi phần thừa kế của mình với người chồng trước. Thưa các bác, là Việt Nam chúng ta vẫn còn nhiều cái suy nghĩ ở trong đầu ấy, nó rất cổ hủ. Cứ nghĩ là mình đi làm dâu, về nhà người ta làm dâu mình chẳng có gì mang về cả. Đúng không ạ? Khi ra đi là ra đi tay trắng. Còn tài sản đấy là tài sản của nhà chồng, không phải đòi hỏi một cái gì hết. Thưa các bác, là cứ chiều theo luật thôi à. Đúng không ạ? Cứ chiều theo luật thôi. Chúng ta có nghĩa vụ ở trong đấy, chúng ta có đóng góp trong đấy là chúng ta được quyền. Đấy. Có rất nhiều trường hợp mà hai vợ chồng ly hôn với nhau ạ. Thưa bác, tôi có một cái trường hợp ở Gia Lâm. Hai vợ chồng ly hôn với nhau, chị này chị không có con. Chị không có con thì bố mẹ cho một mảnh đất hơn 100 mét vuông. Hai vợ chồng không có con thì tích cóp được khoảng mấy trăm triệu đấy, chuẩn bị xây cái nhà 3 tầng. Thì chị này chị phát hiện ra là chồng chị đi kiếm con bên ngoài, có một thằng con trai. Thì anh này cứ một mực mà là anh ý vẫn thương chị, anh không muốn bỏ. Đây là anh chỉ đi xin đứa con thôi, nếu chị đồng ý thì là xin đứa con về cho chị nuôi. Nhưng mà cái chị này tình cảm với chồng chắc là sâu nặng nên là không tha thứ được cho cái lỗi lầm ấy. Vì là làm giấu vợ, không nói cho vợ biết. Thế sau đó là cương quyết ly hôn. Cương quyết ly hôn thì khi ra tòa ấy, khi ra tòa, tòa họ phân xử thế này ạ. Thế các bác, là chị này chả có cái gì cả. Đất là của bố mẹ, đúng không ạ? Tiền thì ông chồng đi làm là chủ yếu bỏ cái tiền ra để xây nhà ở, chứ không phải là tiền để chia ra để lấy, để ăn. Đấy, thưa các bác. Thế nhưng khi xử ý, thì tòa họ tính đến công sức đóng góp của chị này đối với nhà chồng gần 20 năm. Ở trên cái thửa đất gần 20 năm mà chị này lại không có con. Bây giờ mà ly hôn thì làm sao mà quay trở về nhà bố mẹ đẻ được nữa. Đúng không ạ? Làm gì còn chỗ mà ở, chia hết cho các anh chị, kể cả là không chia cũng không thể quay về đấy ở được. Đúng không ạ? Đấy, phụ nữ khi đi lấy chồng là thiệt thòi hơn đàn ông là như vậy. Đã đi ra khỏi nhà là coi như là khách, không thể quay về là chủ được nữa. Đúng không ạ? Thế do đó là tòa họ xử cho chị này được 30 mét vuông. Là cái công sức chị đóng góp cho nhà chồng 30 mét vuông. Thế sau đó là anh chồng anh ấy bỏ mấy chục triệu ra, anh xây cho chị cái nhà cấp 4 ở ngay cạnh này, cạnh cái nhà 3 tầng. Sau đấy là anh ấy cưới cái cô kia về. Thế là nuôi cái đứa con ấy. Thế thưa các bác, là chị này là người gì ạ? Thiệt, đúng không ạ? Tự nhiên là trồng cây đến ngày ăn quả rồi để cho người khác hưởng. Cũng trong cái trường hợp mà đã kết hôn với người khác vẫn có thể là được thừa kế của nhau đấy ạ. Ví dụ như nào ạ? Thế các bác, trong cái trường hợp mà người vợ đã đi kết hôn người khác rồi nhưng không có đăng ký kết hôn, hoặc đi lấy người khác rồi có đăng ký kết hôn nhưng trước khi đi lấy người khác thì ông chồng chết rồi, đúng không ạ? Sau đó mới bắt đầu chia di sản thừa kế của ông ấy, vẫn đi đòi về như bình thường. Thưa bác, là ví dụ như cái trường hợp mà hai vợ chồng lấy nhau ấy, hai vợ chồng lấy nhau thì anh này được bố mẹ cho một mảnh đất. Sau đó bố mẹ anh này chết. Bố mẹ anh này chết rồi thì hai vợ chồng mới bắt đầu ly hôn, đúng không ạ? Ly hôn thì chị này đi kết hôn với người khác, không có con. Sau đó là gia đình nhà chồng, anh chị em nhà chồng mới bắt đầu mở thừa kế, chia thừa kế. Thì thưa các bác, xác định thời điểm mở thừa kế là lúc nào ạ? Là lúc bố mẹ chồng mất, đúng không ạ? Thời điểm mở thừa kế là lúc bố mẹ chồng mất.
bố mẹ chồng mất thì anh chồng vẫn còn sống. Hôn nhân của hai vợ chồng vẫn đang tồn tại vào thời điểm đó, đúng không ạ? Lúc đó là anh chồng được hưởng thừa kế rồi ạ. Sau đó là anh chồng anh chết. Anh chồng anh chết thì đương nhiên cái phần thừa kế mà anh được hưởng của bố mẹ là phải chuyển cho cô này, đúng không ạ? Cô này lại là người thừa kế duy nhất của anh ấy thôi, bố mẹ chết rồi. Đấy, thưa các bác, là kể cả đã kết hôn với người khác rồi nhưng vẫn có thể quay về để đòi phần thừa kế của mình với người chồng trước. Thưa các bác, là Việt Nam chúng ta vẫn còn nhiều cái suy nghĩ ở trong đầu ấy, nó rất cổ hủ. Cứ nghĩ là mình đi làm dâu, về nhà người ta làm dâu mình chẳng có gì mang về cả, đúng không ạ? Khi ra đi là ra đi tay trắng, còn tài sản đấy là tài sản của nhà chồng, không phải đòi hỏi một cái gì hết. Thưa các bác, là cứ chiều theo luật thôi à, đúng không ạ? Cứ chiều theo luật thôi, chúng ta có nghĩa vụ ở trong đấy, chúng ta có đóng góp trong đấy là chúng ta được quyền. Đấy. Có rất nhiều trường hợp mà hai vợ chồng ly hôn với nhau ạ. Thưa bác, tôi có một cái trường hợp ở Gia Lâm. Hai vợ chồng ly hôn với nhau, chị này chị không có con. Chị không có con thì bố mẹ cho một mảnh đất hơn 100 mét vuông. Hai vợ chồng không có con thì tích cóp được khoảng mấy trăm triệu đấy, chuẩn bị xây cái nhà 3 tầng. Thì chị này chị phát hiện ra là chồng chị đi kiếm con bên ngoài, có một thằng con trai. Thì anh này cứ một mực mà là anh ý vẫn thương chị, anh không muốn bỏ. Đây là anh chỉ đi xin đứa con thôi, nếu chị đồng ý thì là xin đứa con về cho chị nuôi. Nhưng mà cái chị này tình cảm với chồng chắc là sâu nặng nên là không tha thứ được cho cái lỗi lầm ấy. Vì là làm giấu vợ, không nói với vợ biết. Thế sau đó là cương quyết ly hôn. Thì khi ra tòa ấy, khi ra tòa, tòa họ phân xử thế này ạ. Thưa các bác, là chị này chả có cái gì cả. Đất là của bố mẹ, đúng không ạ? Tiền thì ông chồng đi làm là chủ yếu bỏ cái tiền ra để xây nhà ở, chứ không phải là tiền để chia ra để lấy, để ăn. Đấy, thưa các bác. Thế nhưng khi xử ý, thì tòa họ tính đến công sức đóng góp của chị này đối với nhà chồng gần 20 năm. Ở trên cái thửa đất gần 20 năm mà chị này lại không có con. Bây giờ mà ly hôn thì làm sao mà quay trở về nhà bố mẹ đẻ được nữa, đúng không ạ? Làm gì còn chỗ mà ở, chia hết cho các anh chị, kể cả là không chia cũng không thể quay về đấy ở được, đúng không ạ? Đấy, phụ nữ khi đi lấy chồng là thiệt thòi hơn đàn ông là như vậy. Đã đi ra khỏi nhà là coi như là khách, không thể quay về là chủ được nữa, đúng không ạ? Thế do đó là tòa họ xử cho chị này được 30 mét vuông. Là cái công sức chị đóng góp cho nhà chồng 30 mét vuông. Thế sau đó là anh chồng anh ấy bỏ mấy chục triệu ra, anh xây cho chị cái nhà cấp 4 ở ngay cạnh này, cạnh cái nhà 3 tầng. Sau đấy là anh ấy cưới cái cô kia về, thế là nuôi cái đứa con ấy. Thế thưa các bác, là chị này là người gì ạ? Thiệt, đúng không ạ? Tự nhiên là trồng cây đến ngày ăn quả rồi để cho người khác hưởng. Kính thưa toàn thể câu lạc bộ, cái buổi sinh hoạt câu lạc bộ hôm nay trước hết là rất là cảm ơn luật sư Hồ Thị Sen đã nói là rất dễ hiểu, hấp dẫn và lôi cuốn. Thế tôi thì thời gian thì tôi biết là cũng không còn nhiều. Thế tôi muốn hỏi có một cái việc ngắn thế này ạ. Gia đình tôi là có một cái ông nội tôi có một cái phun, tức là bố thôi chứ không phải ông nội thôi, có một cái khuôn viên khoảng độ 300 mét vuông. Thì khi ông cụ tôi còn thì chỉ chú bằng mồm thôi. Ông trưởng thì ba gian nhà thờ, ông hai thì ở bên cạnh, ông thứ hai. Còn tôi thì ông bảo cho một phòng ở cạnh cái nhà thờ. Tức là chỉ di chú bằng miệng thôi. Thế đến lúc đến đời đấy ông anh tôi ấy, các con này ạ. Ông anh ruột tôi ạ. Vâng. Thì ông ấy đang làm cho con ông một cái căn nhà. Vâng. Ở bên cạnh. Và chứ là ông cụ tôi mất là không có di chúc, chỉ di chúc bằng mồm mới thôi. Vâng. Nhưng bây giờ cái thằng cháu con ông cả anh cả tôi ấy, tự nhiên nó làm cái sổ đỏ
nó không qua chúng tôi. Vâng. Thì cái này giờ tôi muốn hỏi đây, làm thế nào cho nó hợp pháp? Tức nó không qua tất cả tôi, còn một bà chị và một ông anh. Vâng. Và bản thân tôi là một thành viên chính, tức là ông cụ tôi có ba anh người con trai mà. Vâng. Một ông anh cả tôi thì mong mất rồi. Như vâng. Ông anh cả ông à, từ từ ạ, bác nói từ từ ạ. Vâng. Để hỏi từ từ ạ. Vâng. À, nó làm cái giấy chứng nhận quyền dùng đất thì toàn bộ thửa đất đây hay nó chỉ làm cái phần thửa của bố nó được hưởng thôi? Tức là bố nó cũng hưởng là cũng chỉ theo bố. Vâng, nó chỉ làm cái phần của bố nó hưởng thôi, nhưng trong đó nó có của tôi. Nó làm chính cái phần bố nó hưởng, nhưng trong đấy có phần của bác ạ. Vâng. Thế thì nó, tức nó không qua tôi và nó làm giấy chứng nhận năm nào ạ? Năm sổ đỏ. Nó làm khoảng đây là 4-5 năm. 4-5 năm. Vâng. Thế ông cụ nhà bác mất năm nào ạ? Ông cụ tôi mất lâu rồi, ông anh tôi cũng mất lâu rồi. Ông anh mất lâu rồi, ông vâng. cụ mất lâu rồi. Vâng. Thế chứ, bác về bác xác minh ở trên xã xem là cái sổ quản lý địa chính ý, vâng. năm 86, năm 93 ấy, vâng. là đã có tên bác hay chưa? Tên tôi ạ. Vâng. Đã đứng tên bác chưa? Không, tôi chả có tên tuổi gì cả. Chị ông cụ chỉ di chúc bằng mồm thôi. Di chúc bằng mồm nhưng mà đã đi chia trong nhà, nhưng ông cụ mất lâu rồi. Cũng ông không... cụ mất lâu rồi thì khi mà người ta vào đăng ký nhà đất năm 86 và năm 93 ấy, à. Thì những chủ sử dụng đất đi đăng ký quyền sử dụng đất của mình, và người ta sẽ đưa cái tên vào sổ mục kê và sổ quản lý địa chính nhá. Chưa cần phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đâu. Đấy là cái căn cứ để chúng ta xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng cái năm đó ấy, cái năm 93 lúc người ta đi kiểm kê đất ý, người ta đến từng hộ gia đình để đăng ký quyền sử dụng đất đối với thửa đấy. Thì lúc đấy là bác có đăng ký không? Không à? Hay nó, lại nó để này, ông tôi để thì... ông anh trai đứng ra đăng ký hết à? Nó thế này ạ, tôi thì tôi ở chỗ khác, tôi ở ngoài thị trấn, và đây là đất ở trong nông thôn. Thế cho nên tôi... Nông thôn hay thị trấn đều giống nhau hết đó, ạ? Tôi cũng ít khi về nhà. Nhưng mà tôi có nhớ thế này, từ xưa cái thời ông anh thứ hai tôi mà... Thế ông... thì bác là có sai sót của bác nhá. Trong khi mà người ta đi đăng ký nhà đất như vậy, bác lại để anh trai bác đứng ra đăng ký toàn bộ cả thửa đất của bác nữa. Khi mà đứng tên anh trai của bác ở trên cái sổ quản lý địa chính rồi thì con trai ông ý mới đi làm toàn bộ cái thửa đó tên nó được. Nhá bác nhá. Rồi. Bây giờ nếu như mà nảy sinh tranh chấp là khó mà cãi à. Tại vì đã hết thời hiệu chia thừa kế rồi, đúng không ạ? Thời hiệu chia thừa kế ở đây 30 năm. Đối với các trường hợp mà thừa kế, mở thừa kế trước năm 90 thì thời hiệu chia thừa kế được tính từ mùng 10 tháng 9 năm 1990 và đến mùng 10 tháng 9 năm 2020 vừa rồi là hết thời hiệu chia thừa kế đối với các trường hợp mất trước năm 90. Đấy, thưa các bác. Và bây giờ chúng ta là bắt đầu tính thời hiệu chia thừa kế, thời điểm mở thừa kế mới. Không. Theo pháp lệnh thừa kế đâu, cái trường hợp mà mở thừa kế nghĩa là những trường hợp chết trước năm 90 thì sẽ được tính thời hiệu lại. Theo pháp lệnh thừa kế là mùng 10 tháng 9 năm 90. Đấy. Thưa bác là bố bác là mất trước năm 90, do đó bây giờ là hết thời hiệu chia thừa kế rồi. Thì bác không đòi được. Trong khi đấy anh trai bác lại là người đi đăng ký quyền sử dụng đất toàn bộ thửa đất đấy. Bây giờ là bác với cả cháu trai có mâu thuẫn gì không? Không, báo cáo thế này ạ. Không mâu thuẫn gì, bác vẫn xây nhà, bác vẫn ở đấy đúng không ạ? Không, tôi không ở, chỉ bỏ không thôi. Không, ở chỗ khác ạ? Vâng, tôi ở chỗ khác. Không. Bác ở quê à? Còn cái thửa đấy để cho cháu sử dụng à? Không, tôi ở ngoài thị trấn, còn cái đất đi nào nó thuộc với khuôn bên nhà thờ. Chứ còn thực ra là... Đất đấy là đất nhà thờ ạ? À? Vâng, nhà thờ. Đây, báo cáo thế này này. Tôi thì thế này, tôi thì cái thứ nhất ấy là tôi sợ là cái sau để đến đời con cháu thằng này ấy. Vâng. Vâng. Nó không hiểu rồi nó về nó đập phá. Vâng. Rồi nó bán. Thế thì hôm nọ tôi mới bảo là đi là phải có một cái cuộc họp gia đình. Đúng rồi ạ. Vâng, cuộc họp gia đình. Tức là chúng tôi không phải tranh chấp đất cả. Vâng. Làm cái biên bản thỏa thuận gia đình ạ. Tức là tôi chỉ muốn là này, cái hơi bực với thằng cháu ấy. Nào đây làm cái sổ đỏ tên nó, nhưng mà không qua ai ở trong gia đình, nó làm chui vậy.
Đấy, đấy được thứ nhất. Cái bậc thứ hai ấy là hôm nọ nhà tôi có một cái tang ma. Vâng. Cũng anh tôi thì cũng tổ chức tang lễ ở đấy. Thế thằng này nó mới nói với con ông anh tôi là chú với bố nó ở nhà vượt quyền, động quyền. Thế tôi mới hơi bực một xưa. Thế tôi chỉ thứ nhất là tôi muốn là tôi hỏi luật sư là nó đi làm thế có sai không? Nó tức nó đi làm nó không qua chúng tôi. Mà tại sao nó làm được? Bác tôi... ơi, à? Như này, bố của bác là mất trước năm 90 hết thời hiệu chưa thừa kế rồi. Nhưng mà không có nó chi thức. Nó làm giấy chứng nhận quyền dụng đất không cần phải qua các bác nữa. Đấy, nói rõ cho các bác biết thế. Rồi. Không có di chúc hay có di chúc thì cũng đã hết thời hiệu chưa thừa kế rồi. Mà theo quy định tại điều 630 của Bộ Luật Dân Sự. Đây. Okay. Điều 630. Vâng. Để cháu đọc cho bác thời hiệu chưa thừa kế. Theo quy định của luật đi thì phần thừa kế này thì thời hiệu chia thừa kế là 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Sau thời điểm mở thừa kế này mà các đồng thừa kế không có ai khởi kiện tranh chấp thì di sản thừa kế sẽ thuộc về người là thừa kế đang sử dụng mà các bác mất quyền chia thừa kế. Đấy. Các bác bị mất quyền đề nghị chia thừa kế nhé. Nên nó không có cần phải hỏi bác đâu. Ngày trước là đi đăng ký nhà đất là đứng tên bố nó hết mà. Thì bố nó được cấp sổ trước, sau đấy nó xin cấp sổ sau, thế thôi. Nó cần gì hỏi các chú đâu. Hết thời hiệu chưa thời kế lâu rồi. Nhưng mà đang tư vấn cho bác như này ạ. Nếu như trong gia đình không có mâu thuẫn về việc đất cát mà bác cũng không có ý định về đó đòi đất thì bác không nên gây thêm mâu thuẫn cho nó trầm trọng. Bây giờ chỉ cần về làm cái biên bản thỏa thuận trong gia đình, có thể là bằng miệng hoặc có thể bằng văn bản. Và cái ông cháu đít nhô kia kìa, ông ấy cam kết là sẽ thờ cúng tổ tiên trên mảnh đất đó. Có bán thì cũng chỉ bán một phần thôi, còn vẫn chừa lại để làm nơi thờ cúng là ok. Vâng. Nhớ bác nhớ. Vâng. Đừng quét sâu mâu thuẫn xong rồi về đòi hỏi nọ kia là nó thành to chuyện. Đúng không ạ? Vâng. Bây giờ gia đình vẫn có thể nói chuyện được. Chúng tôi không có ý định tranh chấp, mà chỉ có nghĩ là để giữ được cái khuôn viên đầy đủ. Vậy thì chỉ cần thỏa thuận với nhau là được bác ạ. Không, sau đó cháu bác nó cam kết với bác về điều này là được nhá bác nhá. Cam kết là nó sẽ để lại cái nhà thờ để làm thờ nơi thờ cúng tổ tiên cho các chú, cho con cháu sau này quay về đấy là thờ cúng là được. Dạ, còn đòi hỏi nữa thì nó hơi khó nhá bác nhá. Vâng, cảm ơn ạ. Thưa tất cả các bác và các anh chị, chị Sen cũng đã có một phần chia sẻ rất là hay và cũng muốn dành thời gian để các bác anh chị hỏi. Thế nếu như mà không có vấn đề gì chị hỏi nữa thì chắc là chị Sen sẽ xin phép các bác để dừng lời ở đây được không? Chị Sen. Vâng. Dạ, chị Sen. Còn vấn đề gì chia sẻ nữa không chị? Dạ thôi ạ. Để tư vấn cho cái chị này ạ. Vâng. Các bác vâng. Rất chân thành cảm ơn các bác đã vừa rồi đã rất chú ý lắng nghe ạ. Vâng, hay quá đúng không ạ? Các bác lần sau ạ. Vâng. Vâng, kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể các bác và các anh chị, trong một buổi sáng nay chúng ta đã có một cái nội dung sinh hoạt câu lạc bộ rất là hay đúng không ạ, rất là bổ ích, và chúng tôi nghĩ là những cái kiến thức mà chị Sen chia sẻ nó rất là gần gũi với đời sống hàng ngày của chính chúng ta. Đúng là chị Sen cũng nói là chúng ta tuy là người khuyết tật nhưng không phải là người vô sản. Các bác anh chị ở đây có lẽ có rất là nhiều những người ở đây cũng là chủ những di sản thừa kế rất là to, rất là đồ sộ. Vì vậy cho nên là cái câu chuyện mà ngày hôm nay chị Sen chia sẻ với rất là nhiều những cái ví dụ cụ thể trong đời sống thường ngày qua công việc thực tế hàng ngày mà chị Sen chị đã từng làm ấy, chị tư vấn rồi chị hỗ trợ giúp đỡ cho những thân chủ của chị ý trong việc giải quyết những vấn đề về thừa kế, vấn đề về mâu thuẫn, tranh chấp, thì chính là những cái thực tế đang diễn ra từ hàng ngày để mỗi chúng ta ở đây thấy xem có vấn đề gì vướng vào chính bản thân mình hay không. Và chúng ta cũng chuẩn bị một tâm lý dần rằng là ai rồi cũng đến cái lúc mà về với các cụ đúng không ạ? Chúng ta có những cái gì cần để phải chia rồi để lại rồi tặng cho con cháu của chúng ta thì chúng ta cũng suy nghĩ dần đi.
Và hãy lưu ý rằng chúng ta là người hạn chế năng lực hành vi dân sự. Vì vậy cho nên tất cả những vấn đề gì liên quan đến pháp luật thì các bác, các anh, các chị chú ý, chúng ta cần phải có người làm chứng nhé. Đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất đấy. Chúng ta đừng có làm một mình. Kể cả bây giờ chúng ta có những cái phương tiện hiện đại, chúng ta có thể làm gì? Có thể bật điện thoại lên, chúng ta ghi âm, ghi hình, đúng không ạ? Tuy nhiên, tất cả những vấn đề đấy vẫn cần phải có người làm chứng, đặc biệt là vấn đề liên quan đến di chúc. Vì vậy cho nên là chúng tôi nghĩ là trong một buổi sáng hôm nay, với cái phần trao đổi, chia sẻ của chị Sen, sẽ giúp các bác anh chị chúng ta định hình và thuận lợi hơn trong việc mà sau này chúng ta sẽ ứng xử để làm sao bảo đảm những cái quy định của pháp luật mà không thiệt hại đến cho chúng ta, bảo đảm cho cái việc mà chúng ta làm nó thật sự là công bằng, thật sự là phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của bản thân cũng như là của gia đình mình. Thì xin được thay mặt cho những người kiếm thị trên địa bàn thành phố Hà Nội trân trọng cảm ơn chị Hồ Thúy Sen đã đến với câu lạc bộ của Hội Người Mù thành phố, trân trọng cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Sở Tư pháp thành phố đã giúp cho tổ chức hội có những cái buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thiết thực và hiệu quả như thế này. Cũng rất mong rằng là chị Sen cũng như là cùng với Sở Tư pháp thành phố sẽ tiếp tục đồng hành cùng với người kiếm thị thủ đô trong việc trang bị những kiến thức về pháp luật cho cán bộ hội viên trên toàn địa bàn thành phố. Thì xin được một lần nữa cảm ơn sự quan tâm của tất cả các bác, anh chị. Xin chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và mong rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong câu lạc bộ tháng 7 cũng đông như thế này ạ. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả các